Ok, comment xem nào. Đây đấy, thầy nhắc lại nhá, hôm nay đây là cái chuỗi đề mà mức độ 7 cộng đấy, chúng ta bắt đầu chiến đấu cứ liên tục vào tối thứ bảy hàng tuần. Câu số 1, ở điều kiện thường kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Cái này đứa nào mà không làm được thì cực kỳ ngu. Đúng chưa? Đấy, như một đứa học sinh offline của thầy nó nói là gì? Là thấy ngon ăn luôn. Ơ, em vẫn chưa có sách luyện đề á? Thế thì đăng ký ngay đi Emily nhá. Đăng ký ngay, đăng ký với nick trợ lý thầy Minh hoặc đăng ký với chị Thanh Dịu nhá. Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Kẽm rắn, bạc rắn, đồng rắn, thủy ngân, đúng không? Bề bò rất là dễ. Mình sang tiếp nào. Câu số 2 này. Câu số 2 này. Đúng rồi, các em nhanh tay share lại video livestream về tường, sáng tác các bạn vào trong video livestream nhá. Câu số 2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Như thầy vẫn dạy, như chú vẫn dạy thì ta sẽ có là cái thằng mà kim loại kiềm ấy thì chúng ta sẽ thuộc theo cái kiểu sau này. Lâu nay không rảnh chơi phây. Đúng không? Lâu nay không rảnh chơi phây. Vậy ở đây mình có này, kim loại kiềm mình có này. Natri, đúng không? Đây natri rồi. Vậy đáp án đúng đáp án A. Còn thằng canxi là kim loại kiềm thổ, nhôm là thằng nhóm 3A, còn thằng sắt là kim loại sắt. Ok. Tiếp tục sang câu số 3. Câu số 3 này. Vậy thầy thấy rất nhiều bạn comment đúng 2A, đúng mới câu số 2 thôi mới được có 0,5 điểm thôi. Đúng câu số 1 với câu số 2 này ta mới được có 0,5 điểm thôi, meo meo nhá. Hello chào Hiệp. Chào Thương Nguyễn, hello chào tất cả cả nhà. Đấy, thầy thấy bạn Thương Nguyễn comment rất là đúng luôn, Nguyễn Phương Thảo cũng vậy luôn. Đấy, chất bột X màu đen. Chất bột X màu đen để mà chiến thắng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chỉ một cách duy nhất để chúng ta luyện đề ngay từ bây giờ, và chúng ta phải đúng ngay từ các cái câu dễ đầu tiên. Đấy, thì như vậy thì chúng ta mới thành chiến thắng được. Như các em đã biết thì ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì nó có bao gồm cả phần kiến thức lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Rất nhiều bạn chỉ đi tập trung vào lớp 12 mà quên mất lớp 11, đúng rồi. Ok. Vậy thì ở đây chúng ta có đây, đây phần này, câu số 3 này của chương kiến thức lớp 11. Nếu chúng ta không học kiến thức lớp 11 thì coi như toi. Vì vậy nên phần tổng ôn cũng phải có phần kiến thức lớp 11. Bộ đề của thầy sẽ nói lên điều đó. Chất bột X màu đen. Màu đen đã này, hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều mặt nạ phòng độc. Màu đen thì đá vôi màu trắng. Đá vôi màu trắng, lưu huỳnh màu vàng, thạch cao màu trắng, đúng không? Vậy mình chỉ có thể than hoạt tính là màu đen thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C đấy. Thầy thấy rất nhiều bạn là comment rất là đúng. Nhiều đứa lớp óc của thầy dạy nhá, nó còn không biết là mặt nạ phòng độc, nó còn chọn lưu huỳnh cơ mà lè lưỡi chết lăn cu đơ. Đá vôi cũng vậy, đá vôi nào bị bụi phổi chết hết, thạch cao thì chẳng khác gì gặp thạch cao, đúng không? Ta sang câu tiếp theo câu số 4 này. Câu số 4 comment đáp án xem nhá. Hello chào Minh Quân, cái gì đấy? Đứa nào thầy vừa nhìn thấy đứa nào comment FECL2 á. Câu số 4 à. Nhanh tay share lại video livestream về tường nhá. Nhanh tay share lại video livestream về tường nhận quà. Nhìn này, các bước nhận quà này. Sáng mai là nhận quà hot ngay. Bước 1 là share lại video livestream về tường, bước 2 chụp ảnh lại video đã share xong gửi cho thầy bằng nick trợ lý thầy Minh. Thế là ngay lập tức. Đăng ký sách là đăng ký sách với nick trợ lý thầy Minh nhá. Đăng ký sách với nick trợ lý thầy Minh nhá. Câu số 4 này. Cái nick mà thầy tác đây này. Ethyl propionate là este có mùi thơm của dứa. À, công thức của ethyl propionate vậy chúng ta phải viết lại này. Propin, prop là có 3 carbon này. Đấy, các em đăng ký với chị Thanh Dịu nhá. 1 2 3 này. Đúng không? Đây 3 này. OO này, C2H5, đúng không? Vậy có 3 carbon. Hay viết là C2H5COO C2H5. Nhìn thấy chưa? Vậy ở đây hoàn toàn ta có này, CH5COOCH5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, Nguyễn Hiền, hoàn toàn chính xác luôn. Đấy, các em nhanh tay comment đáp án xong rồi share lại video livestream lại về tường nhá. Xong rồi tag các bạn trong video livestream nhá. Bạn nào muốn đăng ký sách thì inbox với chị Thanh Dịu nhá. Chị Thanh Dịu sẽ hướng dẫn các em đăng ký sách, cuốn sách hot hit của thầy. Nào, mình sang câu số 5 này. Câu số 5 này. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X thu được kết tủa máu nâu đỏ. Lưu ý cho thầy là kết tủa máu nâu đỏ nhá. Thanh niên nào mà không biết thì phải xem video live này ngay, comment xem nào. Hello chào Thanh Dịu. Các em ơi, bạn chị Thanh Dịu là một trong số những đây, em inbox với chị Thanh Dịu nhá. Chị Thanh Dịu được ghi ở ngay phần bình luận này. Inbox với chị Thanh Dịu nhá. Inbox với chị Thanh Dịu để đăng ký sách nhá. Cuốn sách cực kỳ hot hit. Cuốn sách này hôm nay cực kỳ hot hit luôn. Bạn nào chỉ cần share lại video livestream về tường này xong chụp ảnh lại video share thì ngay lập tức sẽ nhận được một con quà cực kỳ hot hit của chúng mình đó liền. Mình có này. FeCl3 này mà cộng với NaOH thì mình thu được FeOH 3 lần. Anh này là kết tủa máu nâu đỏ đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, chọn ngay đúng không? Bất cần đời, chính xác luôn. Rất tốt. Hello chào Trịnh Nguyễn Uyển Nhi và học sinh học lớp live VIP của thầy. Và MgCl2 thì ta chỉ thu được MgOH 2 lần thôi. Kết tủa này là kết tủa màu trắng, bỏ. Vào CuCl2 thì mình chỉ thu được kết tủa là CuOH 2 lần, kết tủa màu trắng xanh cũng bỏ nốt. Bỏ nốt. FeCl2 là hay bị nhầm nhiều nhất, là thu được là FeOH 2 lần, kết tủa màu trắng xanh đúng không? Vậy là bỏ nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, FeCl.
3, đáp án đúng đáp án A nhá, câu 5 đáp án A. Các em nhớ nhá. Nào tiếp tục nào. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Nhanh tay xe video livestream về tường xong. Đây là đề thi minh họa năm 2019 nhá. Năm 2020 không có đề minh họa nên 2019 chúng ta phải cày đề minh họa thôi. Để mà chúng ta khủng hơn để chúng ta nắm được cái đề thi của bộ. Câu số 6, câu số 6. Thanh niên nào chưa xe lại về tường nhá, nhớ các bước nhận quà nhá. Inbox cho nick trợ lý Thế Minh là nhận được quà ngay. Hoặc nếu mà không inbox cho chị Thanh Dịu cũng nhận được quà. Nếu em không tìm đến nick trợ lý Thế Minh ở đâu thì em có thể inbox cho chị Thanh Dịu. Dung dịch Alagli phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Alagli phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Ok. Các em chú ý này, Alagli, hello chào Lom Jom, bây giờ mới nhìn thấy mặt Lom Jom luôn, chào Hà Trần. Đấy, những bạn nào mà đã có sở hữu trên tay quyển sách hot hit này thì là dã man luôn, sách cực kỳ đẹp nhá. Bìa xịn sò luôn. Và đây là quyển sách duy nhất của thầy viết theo khổ A4, các quyển sách luyện đề thì đều viết theo khổ A4 hết. Dung dịch Alagli phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Chúng ta lưu ý Alagli chúng ta là dipeptide. Nhìn thấy team live viết rồi. Dipeptide. Đấy, Alagli chúng ta là dipeptide bởi vì là nó là dipeptide nên mình có một điều này, thằng này có liên kết NHCO. NHCO. Và nó có liên kết NHCO thì nó ngay lập tức không thể nào mà tác dụng được với KNO3 này, không thể nào tác dụng được với NaCl này, không thể nào tác dụng được với NaNO3 này, mà nó chỉ có thể tác dụng được với HCl thôi. Đây là phản ứng thủy phân, nhớ chưa? Đấy, rất là dễ. Mình sang câu số 7. Câu số 7. Bây giờ khởi động trước, lao đi trước, lao đi về phía trước, nó sẽ giúp cho chúng ta có lợi thế về mặt thời gian. Và khi mà luyện những cái bộ đề này là những cái đề chuẩn của đề thi của bộ. Trong cái quyển sách này của thầy là những cái đề chuẩn của đề thi của bộ và được và ở mỗi dưới mỗi quyển sách thì chúng ta đều có cái phần mà giải chi tiết rồi, nên các em cần chú ý nhá. Câu số 7. Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? Kim loại nhôm. Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? Lưu ý là nhôm không tan được nhá. Ở đây mình có này, nhôm tan ở trong NaOH. Nhôm tan ở trong NaOH để tạo thành NaAlOH 4 lần. Đúng không? Đấy, để tạo thành NaOH 4 lần cộng với H2. Đúng không? Đây là có khí, đây là nhôm tan được trong này. Được chưa? Tiếp tục là nhôm thì chắc chắn là không tan được trong BaCl2, chứ nhôm thì tan được với HCl, nan nhôm tác dụng HCl để tạo thành AlCl3. Đúng không? Dĩ nhiên là nhôm cũng tan được trong BaOH 2 lần, vì vậy nên nhôm không tan được ở trong thằng nào? Trong BaCl2. Đáp án đúng đáp án B đấy. Các em có thắc mắc gì về sách cái gì thì inbox với chị Thanh Dịu nhá. Đăng ký sách cũng inbox cho chị Thanh Dịu nhá. Các thanh niên chú ý này, để nhận được quà siêu hot hit này ngay lập tức sáng mai thì tôi gửi luôn. Bước 1 là share video live stream về tường. Bước 2 chụp ảnh lại video live stream xong inbox gửi cho thầy nick trợ lý Thầy Minh nhá. Nick trợ lý Thầy Minh, chứ chú Minh bây giờ vẫn đang mất nick. Nick vẫn đang ở ngoài biển khơi, ở tận Hoàng Sa với lại Trường Sa cơ, nó vẫn chưa về đâu. Câu số 8, oxit nào sau đây là oxit acid này? Nhìn tưởng dễ nhưng mà lại khó không tưởng. Nhìn tưởng dễ thôi nhưng mà lại khó không tưởng. Tại sao? Bởi vì nhìn thằng nào trông nó cũng là oxit acid, đúng không? Con mấy đứa nó bảo là, mấy đứa học óc của thầy nó bảo là: thầy ơi, mẹ em thì khủng hữu cơ chứ còn vô cơ thì em đuối lắm, đúng không? Không sao cả, vô cơ thì chúng ta chỉ có một chiêu duy nhất để khủng thôi. À, đây khó hả? Tạo con nhớ. Đây này, hiểu rồi. Đây là đề thi tham khảo nhá, của trung học phổ thông gia 2019 nhá, đề của bộ đấy, không phải đề của thầy đâu nhá. Đề của bộ đấy, làm để cho chúng ta biết vị trí chúng ta ở đâu. Mình có này, oxit nào sau đây là oxit acid? Fe2O3. Fe2O3 của chúng ta nhá. Fe2O3 của chúng ta nó là oxit bazơ. Oxit bazơ. Được chưa? FeO cũng là oxit bazơ. Còn lại Cr2O3 của chúng ta là oxit lưỡng tính. Được chưa? Vậy ở đây mình có thằng oxit acid là ClO3 là oxit acid. Thằng này tan trong nước thì nó tạo thành H2Cr2O7 hoặc H2Cr4. Được chưa? Đấy, một trong hai thằng đấy. Một trong hai thằng này tồn tại song song với nhau trong dung dịch. Được chưa? Đấy nhá, đấy là oxit acid. Nào, câu số 9. Câu số 9 là một câu mà kết hợp giữa cả kiến thức polymer của chương trình lớp 12 với lại kiến thức của chương trình lớp 11. Polyethylene hay PE được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Đấy, được điều chế từ phản ứng trùng hợp nhé. Trùng hợp phải nối đôi CC. Polyethylene thì nó được đi từ ethylene. Ethylene. Đi từ ethylene thì chúng ta chú ý rằng ethylene thì công thức của nó là CH2CH2, đáp án đúng đáp án A. Còn anh này là propylene này. Anh này là polyvinyl chlorua hay là PVC này. Đấy, anh này thì là etan, không được. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A, bất cần đời chính xác luôn, rất tốt. Vừa nãy thầy nhìn thấy bạn bất cần đời comment rất là đúng nhá, rất là nhiều đáp án luôn. Thưa Nguyễn 9A chính xác, Nguyễn Hiền nhanh thế đã đến từ 11 rồi á. Kinh khủng đấy, Hà Trần 11D rất là kinh. Nào, tiếp tục này, mình sang câu tiếp theo, câu số 10. Câu tiếp theo, câu số 10. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?
Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm? Đây là một bài của chương trình lớp 12 nhá. Nhiệt nhôm, nhiệt nhôm là cho nhôm, cho nhôm tác dụng với oxit kim loại. Thế thì nhiệt nhôm thì chỉ dùng để điều chế các thằng kim loại đứng đằng sau nhôm nhá, các thằng kim loại đứng đằng sau nhôm này. Khi nào ba cần mua áo, ba thằng này đều đứng trước nhôm, đúng chưa? Giáp, sắt, sắt đứng sau nhôm. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Với cái gợi ý của thầy thì chúng ta hoàn toàn chọn được đáp án đúng là đáp án D. Nhiệt nhôm nhớ là chỉ để điều chế các kim loại đứng sau nhôm, được chưa? Mình có cái phương trình phản ứng nhiệt nhôm là nhôm cộng với FeXOi để tạo thành Al2O3 cộng với Fe, được chưa? Đấy, đấy là điều chế ra. Đây là phản ứng nhiệt nhôm đây, sinh ra sắt. Ok, câu số 11 nào. Câu số 11, chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Đấy, lưu ý nha. Monosaccharide, monosaccharide thì được cấu tạo bởi gì? Nhìn nha. Disaccharose là disaccharide. Disaccharide, saccharide. Chúng ta vừa học ở đây, chúng ta vừa ôn lại kiến thức lý thuyết. Thầy có kiểu trình nhá. Em inbox cho chị Thanh Diệu. Chị Thanh Diệu đang được ghi ở ngay bình luận. Chị Thanh Diệu được ghi ở ngay đây này. Bạn nào muốn đăng ký cái quyển sách này, đây xin giới thiệu các em, đây là quyển sách bộ 15 đề ôn thi trung học phổ thông quốc gia của thầy Minh Minh. Mục tiêu 7 điểm. Bộ này có 15 đề. Và mỗi đề thì đều được giải chi tiết, cực kỳ chi tiết luôn. Đấy. Theo phong cách của thầy nhé. Đặc biệt là những mỗi đề thì đều được giải chi tiết theo phong cách của thầy. Trong cái đó lại còn được live giải liên tục vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Live giải chi tiết liên tục vào tối mỗi thứ 7 hàng tuần. Mình có này, cellulose là polysaccharide, được chưa? Tinh bột chúng ta cũng là polysaccharide, được chưa? Glucose monosaccharide. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. Nào các em hãy xe mạnh mẽ lên nào, xe mạnh mẽ để nhận quà. Chúng mình muốn tặng cực kỳ nhiều quà vào đầu năm dành cho các cháu, để mà các cháu được nhận nhiều quà, các cháu học giỏi môn hóa hơn. Chúng mình chỉ thích các cháu học giỏi môn hóa thôi. Như vậy thì dù cái nick của chúng mình có bị mất thật thì chúng mình cũng vui lòng. Câu số 12, thành phần chính của đá vôi là canxi carbonate, đúng. Công thức của canxi carbonate là CO3. Đáp án đúng đáp án C nhá. Anh này là canxi sulfur. Đấy, anh này là canxi clorua, anh này là canxi hydrocarbonate, còn đây là canxi carbonate. Đáp án đúng đáp án C. Ok, quay. Đấy. Nó phải như thế này, nó phải mạnh mẽ như này chứ. Nó phải mạnh mẽ như này. Bao nhiêu đứa muốn chữa full 40 câu chấm cái coi nào. Bao nhiêu đứa muốn tối nay chữa full 40 câu chấm cái coi này. Chấm cái coi này. Đấy. Đấy, đứa nào muốn chữa full 40 câu thì chấm cái để biết nhá. Còn lại chú ý này, bạn nào muốn đăng ký mua quyển sách này thì inbox cho Thanh Diệu nhá. Ngoài ra thì chúng mình còn có khóa live VIP cực kỳ full. Giá sách quyển này bây giờ hiện tại là 95k. 95k dành cho những bạn share lại video livestream. 95k dành cho những bạn share live. Thực ra giá quyển này là 145k. Nếu em không xe là 145, nhưng nếu xe thì chỉ còn 95k. Được chưa? Nào, câu số 13. Câu số 13 này là một câu khá là hay. Chúng ta cần phải tính toán rất là nhiều với câu số 13 này. Nó là phần mà học sinh đa số là sợ. Như là thầy đi dạy offline thì thầy biết là rất rất nhiều bạn sợ cái phần điện hóa. Thì yên tâm, không sao cả, đã có chúng mình đây rồi. Chúng mình tâm tìm cho các cháu 6 gam sắt. Đấy, mình có này. Sắt, mình tìm được số mol sắt là 6 chia 56. 6 chia 56 bằng 0,107. 0,107 số mol hơi là lẻ, cộng với lại CuSO4 là đồng 2 cộng, số mol là 0,1. Mình nhìn đấy này, để nó tạo thành sắt 2 cộng, sắt 2 cộng cộng với đồng. Chúng ta nhìn thấy số mol này sắt lớn hơn số mol đồng, vậy điều này chứng tỏ là sắt chúng ta dư, đồng chúng ta hết. Vậy tính toán thì tính toán phải tính toán theo đồng. Đấy, đây là 0,1. Được chưa? Vậy thì suy ra sắt chúng ta là dư. Dư, dư là 0,107 trừ đi 0,1 bằng 0,007. Đúng chưa? Vậy giá trị M hỗn hợp kim loại của chúng ta là gồm những thằng nào? Hỗn hợp kim loại của chúng ta lúc này là gồm thằng đồng, mình đã biết số mol là 0,1, và thằng sắt số mol là 0,007 mol. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được M nhé. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được M là bằng 64 nhân 0,1 cộng với 0,007 nhân 56 bằng 6,79. 6,79 thì gần bằng 6,8. Các em biết tại sao chúng ta lại bị lẻ không? Hello chào Yên Quân. Inbox rồi, tốt, ok. À, đấy, thì chúng ta lưu ý này, những cái bạn nào mà đăng ký sách nhá thì chỉ cần share lại video livestream này. Đấy, xong rồi inbox cho chị Thanh Diệu thì quyển sách này sẽ chỉ còn 95k, được chưa? Đấy, chỉ cần share video livestream xong inbox cho chị Thanh Diệu thì quyển sách này sẽ chỉ còn là 95k. Nhớ phải chụp ảnh video, nhớ phải chụp ảnh mà em đã share nhá. Đáng nhẽ 145 đấy, chỉ còn 95 thôi. Nào, tiếp tục. Câu tiếp theo, câu số 14. Câu số 14 là một câu được thầy đánh giá khá là hay. Thầy rất là thích nhờ giải những cái câu ví dụ như câu số 14 này, bởi vì nó thể hiện những cái phương pháp mà thầy đã dạy trong khóa live VIP cũng như khóa offline. Có này NaOH,
nhá, 2V vào ALCL3. ALCL3 mình tìm số mol là 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 3,9 gam kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là ALOH 3 lần. Chúng ta tìm được số mol là bằng 3,9 chia 7,8 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Thì ở đây lưu ý này, ở đây với cái bài này chúng ta có hai trường hợp nhá. Với cái bài này chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, số mol OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa. Lưu ngay cái công thức giải nhanh này lại. Lưu ngay công thức giải nhanh lại nhá, công thức giải cực kỳ nhanh với bài hydroxit lương tính nhá. Đấy. Hoặc trường hợp thứ hai, số mol OH trừ bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa. Được chưa? Đấy, nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Bây giờ chúng mình giải này. Mình có này, trường hợp số 1 số mol OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa. Vậy mình có này, số mol OH trừ mình sẽ bằng này, trường hợp số 1 2V của mình bằng 3 lần số mol kết tủa là 0,015 thì nó bằng là 0,05 nhân 3 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn. Trường hợp số 2 thì bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng, nhôm 3 cộng đây, 4 nhân 0,2 hoặc nhá. Trừ đi số mol kết tủa chúng ta là 0,05. 0,05. Vậy là bằng 0,8 trừ 0,05 bằng 0,75. Vậy ở đây đề bài hỏi giá trị lớn nhất của V thì 0,75 chắc chắn lớn hơn 0,15 rồi. 0,75 lớn hơn 0,15, vậy là giá trị lớn nhất của V sẽ là 0,75. 0,75 mà chia cho 2. 0,75 mà chia cho 2. 0,75 chia 2 bằng 0,375. 0,375 vậy là bằng 375 ml. Vậy giá trị lớn nhất của V là 375. Đáp án đúng đáp án C. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 15 nào. Câu số 15. Cho các phản ứng sau, số phản chất phản ứng được với tác dụng được với dung dịch HCl đây này. Có rất nhiều đứa sợ các câu đếm của thầy. Thế nên là chúng mình mới có bộ là 2000 câu lý thuyết. Đấy, các bạn đang làm vào tối thứ hai hàng tuần này, 2000 câu lý thuyết đếm, vui sự đếm nhận định lý thuyết vô cơ, lý thuyết hữu cơ có mà vô đối làm thế mà làm phê tít thò lò luôn. Mình có này, câu số 15. Có bao nhiêu chất phản ứng được với dung dịch HCl, chúng ta cùng comment đáp án xem nhá. Câu số 15. Hello, chào Tâm Minh. À, các em chú ý này, để nhận được quyển sách này với trị giá chỉ có 95k thì từ 145k xuống 95k thì yêu cầu chúng ta phải share xong rồi chụp ảnh share lại inbox cho chị Thành Dịu nhá. Câu số 15. À, số chất phản ứng với dung dịch HCl. Non thì viết ra này. Metinamin CH3NH2. Anh này có nhóm NH2. NH2 thì ăn HCl là chuyện bình thường. Một cháu. Alanin. Alanin là C6H5NH2. Dĩ nhiên C6H5NH2 ăn được HCl, hai cháu. Metin amoni cloro. Hello, chào Nguyễn Thị Hồng Nhung, chào em, chào Trần Quế. Metin amoni cloro là CH3NH4Cl. Anh này không ăn được HCl, bỏ. Natri acetat CH3COONa cộng HCl. Phương trình này rất nhiều bạn thắc mắc, bây giờ thầy Minh viết cho các cháu nhìn nhá. Đứa nào mà chưa biết thì chú ý này. CH3COOH cộng NaCl. Thực ra cơ chế phản ứng này xảy ra rất đơn giản thôi. Acid mạnh đẩy acid yếu ra khỏi muối của nó. Được chưa? Acid mạnh đẩy acid yếu ra khỏi muối của nó. Vậy đáp án đúng của chúng ta là mấy thằng? Nên nhìn nhá. 1, 2, 3. Và rất nhiều bạn chọn chỉ có 2 thôi. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta chọn đáp án là 3. Vì chúng ta không bao giờ bị nhầm được. Mà chúng ta không biết lý do tại sao chúng ta sai. Được chưa? Đấy, chú ý là acid mạnh đẩy acid yếu ra khỏi muối của nó. Và rất ít khi cái phương trình nó hay sai ở đâu, giết người ở đâu. Tại vì rất ít khi alanin, à đúng rồi, sorry, ala, thầy nhìn nhầm thành anilin. Alanin là anh này, H2NCH3NCOOH nhá. Thank you một bạn, thầy chưa kịp nhìn tên đã nhìn thấy cái lỗi của thầy. Sorry, nhưng nó không ảnh hưởng đến kết quả đúng không? Nhưng mà không sao, cái lỗi này rất là lớn, sorry cả nhà. NH2 này, ăn được HCl, vậy là 3 thằng, đáp án đúng đáp án A. Ok, sang câu 16 đó. Sang câu số 16. Lên men m gam glucose. Lên men m gam glucose thành anconitilic với hiệu suất là 50% thì thu được 4,48 lít CO2. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định khối lượng của glucose. Chúng ta lưu ý, chúng ta phải nhớ được ở trong phần này, chúng ta yêu cầu nếu mà như chúng ta làm những cái bài tập chuyên đề ấy, thì chúng ta việc mà giải được bài tập rất là dễ. Nhưng mà sang những bài tập tổng hợp thì chúng ta nhìn nhá, đang là từ vô cơ xong nhảy sang hữu cơ, xong lại đang từ hữu cơ nhảy sang vô cơ, nó rất là kinh khủng. Ở đây mình có này, m gam glucose. Glucose là C6H12O6 đúng không? Để biến thành anconitilic với hiệu suất 50%, chỗ này là 0,5. Để chưa? Thu được 4,48 lít CO2, thu được 4,48 lít CO2. Vậy thu được 2 lần CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 của chúng ta bằng 4,48 chia cho 2,4 thì bằng 0,2 nhá. 0,2 mol CO2 thì ngay tức mình suy ngược lại được số mol glu bằng 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng
0,1. Lưu ý cho chúng ta tiếp đó là thuận nhân nghịch chia. Thuận thì nhân hiệu suất, nghịch thì chia cho hiệu suất, chia cho 0,5. 0,1 chia 0,5 thì bằng 0,2. 0,2 mà nhân với 180. 0,2 mà nhân với lại 180 thì bằng 36 gram. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, thank you bạn Trương Thị Ngọc Diệu đã tag một bạn vào trong video livestream. Không biết đứa nào phẫn nộ chị Thanh Diệu nhỉ? Thanh Diệu chắc xinh quá bị thẫn phẫn nộ. Các em chú ý này, nhớ ngay lập tức này, share video livestream ở về tường này, các bước để nhận quà siêu hot hit của chú Minh này, share video livestream này, chụp lại ảnh video đã share này xong gửi cho chú Minh, inbox nick trợ lý thầy Minh thì các em sẽ nhận được món quà ngay lập tức vào sáng mai, vừa mở mắt ra cái nhận được quà luôn. Nào câu số 17. Câu số 17. Đốt cháy hoàn toàn, những cái câu này rất là quen đúng không? Nó còn có cả tác dụng cho chúng ta khi mà chúng ta đi trong các cái đề thi nữa cơ. Luyện đề trong các đề thi. Bây giờ luyện đề là hợp lý rồi, đúng không? Chúng ta phải khởi động ngay lập tức. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức mạch thở. Amin no đơn chức mạch thở là CnH2n cộng 3n. Đốt cháy nó thì thu được CO2 số mol bằng 0,2. Nitơ số mol bằng 0,05. Vậy ngay lập tức chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì chúng ta sẽ tìm ra được. Bởi vì ở đây là amin no đơn chức mạch thở mà. Thế thì vậy là ở trong cái phần này khi mà chúng ta học, chúng ta phải nhớ được cái công thức tổng quát của một thằng amin no đơn chức mạch thở. Nếu các em không nhớ được, thì coi như câu này không thể làm được, đúng không? Vậy mình có này, bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ ta được 0,05 nhân 2, đúng chưa? 0,05 nhân 2 chia 1 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon là 0,2 chia 1 thì bằng 2. Vậy carbon chúng ta là C2. Chúng ta thế vào công thức này, 2 nhân 2 cộng 3, 2 nhân 2 4 cộng 3 là 7, H7N. C2H7N. Đáp án đúng đáp án à. Cách nhận quà hả? Cách nhận quà đây, chỉ cần share lại video livestream lại về tường này, xong rồi chụp ảnh lại video livestream đã share ở trên tường của em, sau đó inbox gửi cho nick trợ lý thầy Minh hoặc là gửi cho nick chị Thanh Diệu đang được ghi ở trên ảnh này thì các em sẽ nhận được quà, được chưa? Ngay tức sáng mai mở mắt ra có một món quà, ngay tức ship vào tận mồm luôn. Nào câu số 18. Câu số 18 là một câu về thí nghiệm hình vẽ này. Đấy, hình vẽ thí nghiệm được mô tả như hình bên. Đấy, hình vẽ thí nghiệm được mô tả như hình bên. Đây mình có phễu chiết này. Đấy, ui dồi ôi, câu này mà nếu mà em học khóa live VIP hoặc em học khóa khóa offline của thầy thì ngay em tức nhìn thấy ngay. Nhưng mà không sao cả, bây giờ thầy sẽ chữa cực kỳ kỹ để cho chúng ta nhìn nhá. Phễu chiết các em nhìn thấy không? Ở đây là có hai cái chất lỏng được tách riêng biệt khỏi nhau, một thằng màu đen xì, một thằng màu hơi trong. Đúng chưa? Vậy bây giờ là mình muốn là hai chất lỏng nó tách ra nhau rồi. Vậy ở đây nếu mà mình mà tách hai chất rắn tan trong dung dịch thì không được, đúng không? Bởi vì nếu mà hai chất rắn tan trong hai dung dịch thì nó không bị hòa tan thành một như này. Tách hai chất lỏng tan tốt vào nhau, nếu mà hai chất lỏng mà tan tốt vào nhau thì làm gì nó chia thành hai lớp như này, đúng không? Tách hai chất lỏng không tan nhau, đây thằng này không tan, thằng này không tan, đúng không? Thế hai thằng này không tan với nhau, đúng không? Đấy, vậy là đáp án đúng chúng ta là đáp án C, tách hai chất lỏng không tan vào nhau. Đáp án đúng đáp án C, được chưa? Ok nhá. Mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 19. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ tạo thành nước? Đấy. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H cộng cộng OH trừ tạo thành H2O? Chúng ta lưu ý này, ở đây mình có này, HCO3 trừ của chúng ta nó là điện ly yếu, đúng không? Bởi vì HCO3 trừ nó là chất điện ly yếu, thế nên nó phải còn lại bên trong phương trình điện ion rút gọn. Vậy mình có này, phương trình ion rút gọn của mình là HCO3 trừ này ăn OH trừ này để tạo thành CO32 trừ này cộng nước này, nhìn thấy chưa? Vậy là đấy, thằng này không có phương trình ion thu gọn là H cộng cộng OH trừ, bỏ, được chưa? Vậy ở đây mình có này, anh này IB này, mình thu được này OH trừ này cộng với lại H cộng này để tạo thành nước này, đúng chưa? Vậy đây là có phản ứng ion thu gọn đấy, đúng không? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, bỏ, được chưa? Thế còn anh C này tại sao không được? Anh C này tại vì cái phương trình này cũng chính là phương trình ion thu gọn, do có BIS4 nó còn tồn tại ở lại bên trong cái chất mà ở trong cái phương trình ion thu gọn. Và nếu mà các em để ý thì ở cái phần phương trình ion thu gọn, ion rút gọn này thì nó ở trong chương trình lớp 11 nhá. Ở trong chương trình vô cơ lớp 11. Nếu mà các em không biết thì nó nằm ở vô cơ lớp 11, không sao cả. Bởi vì bây giờ chúng ta luyện đề này chúng ta coi như một lần ôn lại nhá. Đứa nào mà chưa biết thì nhanh tay share lại video livestream lại về tường nhá. Đấy, xong là bởi vì là đây là live chữa sách nên là sau khi mà livestream xong là chú Minh là ẩn ngay. Nào mình sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 20. Câu tiếp theo câu số 20. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide. Ồ, 20. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide à? Tinh bột nó cũng có comment đáp án xem nào. Cho vui nhà vui cửa lên nào. 20 mới sang câu 20 mà thấy khó này à? Mới sang câu 20 thì khó này thì làm sao làm được full 40 câu được.
nào, phải mãnh liệt, phải nồng nhiệt lên thì chú Vinh mới chữa 40 câu được. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide, thì tinh bột thì chúng ta thủy phân thì chắc chắn là thu được glucose rồi, đúng chưa? Chứ không thể thu được sắc, không thể thu được fructose, đúng chưa? Thế thì mình có này, glucose này cộng với lại hydro này, glucose mà cộng hydro thì ta thu được sorbitol, đúng không? Vậy thì đáp án đúng chúng ta phải là đáp án à. Ok, câu số 21. Câu số 21 tiến hành các thí nghiệm sau. Tiến hành các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Lưu ý nhé, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Nhớ này, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Thế thì ăn mòn hóa học nó khác ăn mòn điện hóa ở đâu? Ăn mòn điện hóa là nó phải có hai điện cực, được chưa? Thế còn lại ăn mòn hóa học ấy, thì nó không cần có hai điện cực, nó chỉ cần là cái thằng kim loại nó bị bào mòn thôi, được chưa? Vậy chúng ta lưu ý này. Câu ok, đúng rồi, Trần Quế chính xác, Kim Anh chính xác, nó sang câu dễ dễ phát là mẹ comment đáp án ầm ầm, sang câu khó phát là sợ chạy mất tích hết. Hello, chào Kha Lê, chào Thu Hà. Em comment đó là đúng luôn, nhưng mà sang câu 21 xem nào, 21 xem liệu comment đúng được không, cùng làm thử nhá, thầy giảng cho ta hiểu nhá. Đầu tiên đồng nguyên chất này, tác dụng với sắt 3 cộng này, thì chúng ta có này, ở đây thì muốn làm được ấy, thì chúng ta phải hiểu về cái quy tắc alpha. Đây thầy viết lại cái quy tắc alpha chúng ta xem. Mình có cặp đồng 2 cộng trên đồng này, cặp sắt 3 cộng này trên sắt 2 cộng. Chú ơi, tối chú ngủ với cháu. Sắt 3 cộng này, vậy ở đây mình có này, sắt 3 cộng ăn đồng này để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng này, đúng chưa? Vậy thì ở đây mình có đúng theo quy tắc alpha thì mình gọi đúng rồi, đây là ăn mòn hóa học nha, đừng nhìn sang ăn mòn điện hóa nha. Vậy đây nó sẽ tạo thành là đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Đấy, nó tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Vậy ở đây mình thấy là đồng bị tan này. Đồng bị tan ra, vậy đáp án vậy A là đúng, nó là ăn mòn hóa học. Thế còn cắt miếng sắt tây, sắt tráng thiếc để trong không khí ẩm. Sắt tây, sắt tráng thiếc, vậy đây này, sắt này tráng thằng thiếc này, sắt này tráng thằng thiếc này. Vậy là hai điện cực đúng không? Đây là hai điện cực. Hai điện cực đúng không? Khác nhau về mặt bản chất đúng không? Tiếp xúc trực tiếp với nhau. Được chưa? Đấy, trong môi trường dung dịch chất điện ly, đúng chưa? Vậy là B là ok, đúng không? Nhưng mà B ở đây là ok ăn mòn điện hóa cơ ạ, chứ không phải ăn mòn hóa học ạ. Đây để bài hỏi chúng ta là ăn mòn hóa học. Nha, tiếp tục nhá. Sang C, nhúng thanh kẽm vào dung dịch H4 loãng. Đây mình có kẽm này. Vào này, đồng 2 cộng này để thu được này, kẽm này cộng đồng này. Kẽm 2 cộng cộng đồng này. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có này, hai điện cực kẽm đồng tiếp xúc với nhau này. Kẽm tiếp xúc trực tiếp với đồng. Được chưa? Tiếp xúc trực tiếp với nhau này. Được chưa? Trong môi trường dung dịch chất điện ly COS4 này, vậy là chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là gì? Đấy, ăn mòn điện hóa trong ăn mòn hóa học. Bước tiếp. Được chưa? Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối. Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt. Vậy đây mình có đinh sắt này. Tiếp xúc với đồng này, nhúng vào trong dung dịch chất điện ly. Vậy chất điện ly chúng ta là nước muối. Vậy là đây nó vẫn là ăn mòn điện hóa. Bỏ tiếp. Rất nhiều đứa đi nhầm, nếu mà nhìn sang là ăn mòn điện hóa là chọn ngay là B, C, D là ba là toi. Ở đây mình chỉ có là một thằng thôi, một phương trình là ăn mòn hóa học. Ăn mòn hóa học, vậy đáp án đúng của chúng ta là chỉ có một thằng là A thôi. Vậy thì nếu mà chọn A, A này là chết, mà chỉ có một, vậy là đáp án đúng là đáp án D. Chỉ có duy nhất thằng D này là ăn mòn hóa học. Chỉ xảy ra nhé, ở thằng C này chúng ta là vừa ăn mòn điện hóa vừa ăn mòn hóa học, nhưng mà ở đây câu hỏi chúng ta là chỉ xảy ra, các em chú ý nhé. Thế nên là chỉ có một thôi. Câu 22. Câu 22. Thủy phân este có công thức phân tử là C4H6O2. Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo phù hợp của X là, câu này cũng nhiều đứa rất là nhầm luôn. 22A, xem Tô Lan Phương comment đúng không nhá. Chúng ta cùng giải xem nào. C4H6O2 này, nhưng chú ý đây là thủy phân. Thủy phân mà thu được phản ứng tráng bạc thì đầu tiên mình nghĩ đến đầu HCO. HCOO này, C nối đôi C gạch C là một cháu này. HCOO này, C này, C nối đôi C là cháu thứ hai này, đúng không? Tiếp tục này. HCOO này, C nối đôi C này, C là thằng số 3 này, đúng không? 3 thằng đúng không? Tiếp tục này. Tiếp tục này, CH3COO này, C nối đôi C là thằng thứ tư. Đúng không? Nhưng ở đây đề bài hỏi chúng ta là công thức cấu tạo nhé. Đề bài hỏi chúng ta là công thức cấu tạo. Vậy là chúng ta không được xét đồng phân citran đâu. Anh này là có đồng phân citran này. Anh này có đồng phân citran, vậy thì là nhưng mà không tính. Công thức cấu tạo chỉ có 1, 2, 3, 4. Tại sao thằng này lại được? Ba anh này thủy phân thì đều ra được HCONA, thì đều có thủy phân nhá, thì đều có tráng bạc nhá. Riêng anh này này, thủy phân thì mình thu được CH3COOH
và CH3CHO. CH3CHO có phản ứng trắng bạc mà. Được chưa? Vậy mình có là 1, 2, 3 và 4. Đấy, rất nhiều đứa chọn 5 nhưng mà chết. Chúng ta chỉ có 4 công thức cấu tạo phù hợp thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Câu tiếp theo, câu số 23. Câu tiếp theo, câu số 23. Cho các chất sau, số chất tan được trong dịch não hấp. Cho các chất sau số chất tan được trong dung dịch NaOH là, đây mình có này, số chất tan được trong dung dịch NaOH là, đây mình có những chất nào tan ở trong dịch NaOH. Chúng ta lưu ý này, anh CrO3 của chúng ta nó là oxit axit nhá. Oxit axit thì tan ở trong dung dịch kiềm, đúng không? Oxit axit thì hoàn toàn tan ở trong dung dịch kiềm, một thằng. Sắt không tan ở trong dung dịch NaOH, đúng không? Sắt không tan trong dung dịch NaOH, bỏ ngay thằng sắt. CrOH 3 lần nó là hydroxit lưỡng tính. Hydroxit lưỡng tính thì nó tan ở trong dịch NaOH. Tiếp thằng này. Đây bây giờ cái thằng này mới là cái thằng mà thú vị này. Cái thằng này mới là cái thằng thú vị này. Chrome có tan ở trong dung dịch NaOH không? Chrome có tan trong dung dịch NaOH không? Rất tiếc, chrome không tan được trong dung dịch NaOH. Nhớ nha, chrome không tan được trong dung dịch NaOH. Vậy mình chỉ có 1, 2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, lom dom chính xác. Rất nhiều bạn bị lừa ở câu này. Rất nhiều bạn bị lừa ở câu này. Chrome không tan ở trong dịch nào hoặc. Ok, mình sang câu tiếp. Câu tiếp theo, câu số 24. Câu số 24. Số polymer tổng hợp là, số polymer tổng hợp thì mình chú ý này. Polymer của mình thì có 2, 3 cái loại. Thứ nhất là, chú địa, polymer của chúng ta thì có 3 loại. Thì mình có là thứ nhất là polymer tổng hợp. Tổng hợp này. Thứ hai là polymer bán tổng hợp. Bán tổng hợp. Bán tổng hợp. Thứ ba là polymer thiên nhiên, đúng không? Polymer thiên nhiên này. Mình có nhá, polymer tổng hợp này, polymer bán tổng hợp và polymer thiên nhiên. Polymer bán tổng hợp còn được gọi là nhân tạo. Còn được gọi là nhân tạo. Thế thì cái thể loại nhân tạo này, thể loại nhân tạo này của chúng ta thì gồm có cellulose, cellulose, acetat và tơ, hay còn được gọi là tơ acetat. Tơ acetat, đúng chưa? Thứ hai là tơ visco. Tơ visco, đấy, nó chỉ có hai thằng này thôi. Nó chỉ có hai thằng này thì nó là thằng bán tổng hợp. Đấy, rất nhiều đứa bị nhầm. Thế còn tổng hợp là gì? Tổng hợp là hội nhà thằng ni lông và hội nhà thằng chất dẻo nhá. Vậy mình có này, polyvinyl chlorua là thằng tổng hợp, một cháu. Cellulose là thiên nhiên, bỏ. Polycaproamid hay còn được gọi là ni lông 6, hay còn được gọi là ni lông 6. Ni lông 6 chúng ta cũng là tổng hợp. Polystyrene cũng là tổng hợp. Cellulose triacetate là bán tổng hợp, đúng không? Bán tổng hợp hay còn được gọi là nhân tạo, đúng không? Bỏ. Ni lông 6,6 là tổng hợp, đúng không? Mình có 1 2 3 4 4 thằng. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Đáp án đúng mình là đáp án D nhá. Wow, dã man chưa? Bây giờ mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 25. Chúng ta mới giải được xong câu 24 là chúng ta mới được có 6 điểm thôi. Đấy, chúng ta mới vượt qua được 6 điểm. 6 điểm là mức độ trung bình. Bây giờ mình sang tiếp tục, sang tiếp theo câu số 25. Nhá, các em chú ý nhá. Bao nhiêu bạn mà quyết chí cùng thầy chiến đấu cho đến full 40 câu chấm cái nào. Bao nhiêu bạn quyết chí chiến đến full 40 câu chấm cái nào. Bao nhiêu bạn quyết chí chiến đấu đến full 40 câu chấm cái thì thầy biết à. Mình sang câu số 25 nhé. Câu số 25. Dung dịch X gồm, dung dịch Y gồm, nhỏ từ từ dung dịch X vào dung dịch Y. Thế bây giờ chúng ta phải tổng hợp lại đây đã, bởi vì chúng ta bị sang trang rồi mà. Mình có này, dung dịch X của mình gồm, dung dịch X của mình gồm HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Đúng chưa? 200ml dung dịch X, vậy là 0,2 lít X. Mình tìm được số mol của X là bằng 0,2. Đúng không? Đây là 0,2 lít dung dịch X mà. 0,2 x 1 thì bằng 0,2. CO3 2 trừ là cũng bằng 0,2. Vào dung dịch Y. Dung dịch Y gồm H2SO4, H2SO4 và HCl. 100ml dung dịch Y. À, thế thì 100 là 0,1 lít. 0,1 lít đúng không? 0,1 lít mình có được số mol H24 là 0,1 x 1 thì bằng 0,1 nhá. HCl cũng là 0,1 nhá. Được chưa? Đấy. Thế mình có này, nhỏ thằng, cái quan trọng là thằng nào vào thằng nào. Đây nhỏ Y vào X. Thế bản chất của Y là gì? Bản chất của Y là H cộng. Bản chất của Y là H cộng. Chúng ta tìm được số mol H cộng bằng, đây, 0,1 x 2 cộng 0,1 bằng 0,3.
0,3 mol H cộng đúng không? 0,3 mol H cộng. Đấy nhá. Vậy là nhỏ từ từ 0,3 mol H cộng vào HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Vậy đây mình sẽ có bài tập của mình đây. Đấy, thu được V lít khí CO2. Vậy bây giờ chúng ta có này, H cộng từ từ vào. Chúng ta quay trở lại bài toán H cộng. H cộng từ từ vào CO3 2 trừ. CO3 2 trừ thì tạo thành HCO3 trừ. Đây mình có số mol H cộng bằng 0,3. Số mol CO3 2 trừ bằng 0,2. Được chưa? Vậy ở đây mình có này, để nó tạo được thành là 0,2, mình có H cộng của mình dư, dư là 0,1. Đấy, H cộng dư là dư 0,1. H cộng dư 0,1. Trong cái đó HCO3 trừ ban đầu vẫn còn có 0,2 nữa. Vậy mình có là 0,2 cộng 0,2 thì bằng 0,4. Ăn với 0,1 thì thu được CO2. CO2 đây tính theo H cộng hết, vậy là 0,1. Được chưa? Vậy là CO2 bay ra là 0,1. Và chúng ta vẫn còn thằng nào? Vẫn còn HCO3 trừ dư. Đúng chưa? HCO3 trừ dư sau phản ứng với 0,1 là 0,4, trừ 0,1 thì còn 0,3. 0,3 mol HCO3 trừ dư. Được chưa? Đấy nhá. HCO3 trừ dư này, nhìn kỹ này. Nhìn kỹ này nhá. Dư vậy mình có này, HCO3 trừ của mình là 0,3 mol đớp nhau với lại BaOH hai lần dư, có nghĩa là Ba2 cộng và OH trừ, cả hai thằng này đều dư. Được chưa? Thì ta được này. Thì ta được này. Các em thử coi xem comment đáp án nhá. HCO3 trừ ăn OH trừ thì tạo thành CO3 2 trừ. Anh này dư nên là 0,3, tính theo 0,3. Ba2 cộng ăn với CO3 2 trừ để tạo thành BaCO3. Được chưa? 0,3. Đấy, vậy là mình tìm được số mol nó bằng 0,3. 0,3 vậy thì hoàn toàn mình tìm được khối lượng kết tủa bằng 0,3 nhân 197. 0,3 nhân 197 bằng 59,1 gam. 59,1 gam. Vậy thì ngay lập tức mình loại đáp án A, mình loại đáp án C. Được chưa? Đấy, mình có M đây bằng 59,1. V, V khí CO2. CO2 đây mình vừa tìm được, CO2 bay ra là bằng 0,1. 0,1 mà nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít. 2,24 lít, nhìn thấy chưa? 2,24 thì 59,1 và 2,24. Đây là một dạng bài tập mà năm nào cũng thi trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Năm nào cũng có luôn. Đấy, các em cần chú ý. Và giải nó cũng, chúng ta chỉ cần nắm được cái nguyên tắc cơ bản thôi. Còn lại thực ra bản chất thì nó rất là dễ. Ok, mình sang tiếp nhá. Câu 26 này khó một chút này. 26 để lại tí, để chúng ta đi giải mấy cái câu về lý thuyết đã. Đánh dấu đây nhá, tí chúng ta quay lại là. Sao lại BaS4, BaCO3 chứ? Làm gì có H2S4. À ừ, thôi chết. Lỗi. Sorry cả nhà. Đấy, ừ đúng rồi, còn một thằng nữa. Thank you một đứa đã nhìn cho thầy. Chúng ta còn một kết tủa nữa là BaS4. Tại vì trong này vẫn còn H cộng mà. Đây, S4 đây này. 0,1, vậy anh này là 0,1 nữa. Đúng rồi, còn BaS4, thank you. Thầy nhìn rồi. Sorry. Vậy mình có là 0,3 nhân 197 cộng với 0,1 nhân 233 bằng mắt lé đấy, 82,4. Mắt lé của chú Minh. Được chưa? 82,4. 82,4 này là loại D này, loại B này. 82,4 và 2,4 đáp án đúng đáp án C nhá. Sorry. Sorry my baby, chú Minh bị lỗi mắt lé. Mắt lé của chú Minh Violin nhân vật chính. Nào, câu 26 để lại một chút nhỉ. Câu 27 giải nhá, 27 cùng nhìn nhá. STX có công thức phân tử C6H10O4. STX có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH. Đây, C6 này, H10 này, O4 này. Xà phòng hóa hoàn toàn bằng NaOH. Thu được chất hữu cơ Y, Z, T. Được chưa? Biết Y tác dụng đối với dung dịch COS4, Y tác dụng đối với dung dịch COOH hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Tạo thành dung dịch màu xanh lam. Dung dịch màu xanh lam. Được chưa? Nó nhìn thấy là dung dịch màu xanh lam thì chúng ta biết ngay thằng Y chúng ta là OH đa kể. Đúng không? Tương đương với Y chúng ta là có OH đa kể. Tương đương với Y là có OH đa và kể. Ok? Được chưa? Đun nóng Z với ôn hợp. Đây, Z đun nóng với ôn hợp gồm NaOH, NaOH, CaO thì thu được CH4. Vậy điều này chắc chắn 100% là thằng Z của chúng ta là thằng nào? CH3COONa. À, chỉ có thể là thằng nào thôi. Chỉ có thể là CH3COONa. Còn thằng T chúng ta thì khả năng cao nó là ancol rồi. Ở đâu thằng Y chúng ta là ancol, thằng T là muối còn lại. Đúng không? Thế vậy bây giờ mình phang nhá. Bây giờ C6H10O4 đây là STE, này là STE. Đánh nhá, chuẩn của nó là đây là STE no 2 chức rồi. STE no 2 chức. Tại sao thầy biết nó là STE no 2 chức? Tại vì nó có dạng công thức là CnH2n-2O4 nên nó là STE no 2 chức. Được chưa? Vậy STE no 2 chức, vậy trường hợp đầu tiên
Trường hợp đầu tiên chúng ta nó là anh này. Thằng Y là CU bắt 2 lần màu xanh đó, vậy thì chắc chắn nó chỉ có thể là OOC COOCH2 này. COOCH2 thì thằng này ra được thằng ethylene glycol. Được chưa? CU bắt 2 lần màu xanh. Được chưa? Một đầu phải là CH3 CH3 COO. Đấy. Mà tổng nó là C6 nhé. C6 này. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Vậy thì ta có thể là một thằng nữa là CH3 đây. Đúng không? CH3 COO C2. Đấy. Hoặc hoặc CH3 này. COO này. CH2 này. Được chưa? CH này. HCOO này. CH3 này. Đúng không? Cũng là C6. Vẫn thỏa mãn. Đúng chưa? X đây. X chúng ta có hai công thức cấu tạo phù hợp. Được chưa? Y có mạch carbon phân nhánh. Không phải. Y chúng ta hoặc là anh này. Là ethylene glycol. Đây. Hai nhóm OH. Không có phân nhánh. Hoặc đây. OH đây. OH đây. Đúng chưa? Thì là nó là đâu có phân nhánh. Đúng không? T có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. T có khả năng. Đúng. Có khả năng được. Z không đóng bao gì brom. Đúng. Vậy Y có mạch carbon phân nhánh là sai. Vậy sai ở đây chúng ta, Z không làm mất máu dung dịch brom, đúng chứ em? Z không làm mất máu dung dịch brom, CH3CONa không làm mất máu dung dịch brom, đúng. Phát biểu sai cơ mà. Vậy phát biểu sai ở đây của chúng ta đó là gì? Y có mạch carbon phân nhánh là sai. Bề bỏ. Đấy. Dã man như vậy, dã man tàn bạo vô nhân đạo. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo, phần đếm. Nỗi hoảng sợ của cuộc đời học sinh. Nỗi hoảng sợ của cuộc đời học sinh là phần lý thuyết đếm. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Có nghĩa là hỏi là trong các phản ứng này, những phản ứng nào sinh ra chất khí? Trong những phản ứng này, phản ứng nào sinh ra chất khí? Đấy, thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Bây giờ mình có đun nóng CuNO3 2 lần. Thì mình thu được CuO này, cộng NO2 này, cộng oxy này, khí này. Khí này. Đúng chưa? Mới sinh ra khí. 1. FeOH 2 lần chúng ta nhìn nhá, đây là sắt dương 2 nhá, chưa lên max số oxy hóa nhá. Thì mình còn thu được sắt dương 3 cộng với lại khí SO2 bay lên, hai thằng khí. Được chưa? Comment thử đáp án xem bao nhiêu thằng khí. Dự đoán rồi. Sục CO2 và CH lần dư thì mình thu được CO3. Không có khí. Bỏ. Đây mình có này. H cộng này. Ăn HCO3 trừ này. H cộng ăn HCO3 trừ thì chúng ta tạo thành CO2 cộng với H2O. Ok. Đấy nhá. Vậy là lại sinh ra được khí nhá. Ba thằng. Đây mình có sắt 2 cộng này. Đây có NO3 trừ này. Đây H cộng này. Sắt 2 cộng. Cộng NO3 trừ cộng với H cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng với NO cộng với H2O. Đúng không? Vậy đây mình có khí NO bay lên. À mình có khí NO bay lên. Vậy thì là tiếp 4 thằng. Cho đinh sắt vào dung dịch H4 loãng. Đinh sắt vào dung dịch H4 loãng. Thì mình thu được FeSO4 cộng với lại H2. H2 bay lên. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thằng. 5 thằng vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. 5 cháu nhá. 5 cháu. B bỏ. Ok. Mình sang câu tiếp. Câu số 29 nào. Sang câu tiếp. Câu số 29. Cho các phát biểu sau. Câu 29. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Uầy, những cái câu đếm này thật là dã man con ngàn đúng không? Làm những câu đếm này phê lê tê phê luôn. 28 gì? 285 đúng rồi, chính xác luôn. Bình thi, chính xác. Đấy. Các em thấy dã man không? Bây giờ mình sang câu 29 nhá. Mới sang câu 29 rồi mà đã toát mồ hôi rồi nhá. Nhưng mà chúng mình cực kỳ thích những cái câu lý thuyết này nên chúng ta cùng giải đấy. Số khí CO2 tưới dư NaAlO2 thu được kết tủa trắng. Chắc chắn đúng rồi. Kết tủa trắng chúng ta là kết tủa AlOH3 lần. Kết tủa màu trắng, chính xác. Một cháu. Tiếp tục này, nhỏ BaHCO3 thu được kết tủa trắng là có khí thoát ra. Mình nhìn nhá. HCO3 trừ ăn H cộng thì chắc chắn có khí CO2 thoát ra này. Được chưa? Có Ba2 cộng ăn SO42 trừ thì mình có kết tủa là BaSO4 này. Được chưa? Vậy là có khí này, có cả kết tủa này. Để bài bảo số phát biểu đúng này. Có kết tủa trắng và có khí thoát ra. Khí là CO2, kết tủa trắng là BaF4. Hai cháu. Được chưa? N2CO3 làm mềm được nước cứng toàn phần. Chính xác. N2CO3 làm mềm được tất cả các loại nước cứng. Uầy, có một bạn Bình Thi dũng cảm comment. Còn chẳng bạn nào dám comment câu 29. Xã man đấy. Thạch cao nung, à đây có Tô Lan Phương phen cứng rồi. Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương. Đúng rồi, thạch cao nung của chúng ta là CaSO4 ngậm với lại một nước hoặc 0,5 lần nước thì dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương. Chính xác tiếp. Các em chú ý nha, những cái câu mà phần nhận biết đúng hay sai này, các phát biểu nhận định đúng hay sai này,
nó là tồn tại ở những cái phần mà lý thuyết chúng ta rất ít khi đọc tới trong sách giáo khoa hóa học lớp 12 nhá. Và những cái phần này mà dù có đọc tới rồi chúng ta cũng không nhớ cả. Thế nên là để mà làm được đúng những cái phần này, chúng ta chỉ có một cái cách duy nhất thôi. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất làm đúng những cái phần này. Đấy là gì? Đấy là làm đi làm lại thật nhiều thì nó mới nhớ. Có nghĩa là bị sai thật nhiều. Hợp cơ kim liti nhôm siêu nhẹ được dùng trong kỹ thuật hàng không. Liti nhôm siêu nhẹ được dùng trong kỹ thuật hàng không, đúng chính xác. Vậy là mình có là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái hết đi, đúng hết. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Cả 5 cái đều đúng. Đấy, đúng rồi, bình thi 25 C chính xác. Nào, mình sang câu 30 nào. 30 một câu kiến thức lớp 11, đánh dấu sao tí quay lại làm. Đúng không? Ui 31 này, 31 để một câu nhìn thấy dã man không? Úi giời, câu này tí nữa mình sẽ cân với một phương pháp cực kỳ kinh dị của chúng mình nhá. Mình sang câu tiếp, câu số 32 này. Làm phần này cho nó phê lên tới phê đã. Cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là, mình nhìn xem những phát biểu nào đúng. Sau khi mổ cá thì gì? Cá thì tanh, tanh thì có các amin thì có dạng là RN2, đúng không? Thì có thể dùng làm giấm ăn để giảm mùi tanh. Giấm ăn là gì? Giấm ăn là CH3COOH, đúng không? Đấy, thế thì thằng này là thằng có tính bazơ, thằng này thằng có tính axit, hai thằng tác dụng với nhau, vậy thì nó làm giảm cái thằng RN2 đi để nó tạo thành CH3COOH3NR, đúng không? Thì đúng là giảm mùi tanh thật, đúng chưa? Vậy là mình có giảm. À đúng. Dầu thực vật, dầu nhớt bôi trơn máy đều thành phần chính là chất béo. Dầu thực vật thì chúng ta biết rồi, dầu thực vật chúng ta chỉ gồm có CH và O thì nó chính là chất béo là đúng. Nhưng dầu nhớt bôi trơn máy là có C và H, đúng không? C và H, thế thì bỏ đều thành phần chính là chất béo là sai. Ý C nào. Ý C. Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Cao su sau khi được lưu hóa, với đây là cao su lưu hóa rồi. Đun lưu hóa thì có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn, hoàn toàn chính xác luôn. Khi làm trứng muối ngâm trứng trong dịch NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein, chính xác luôn, bởi vì là cái thằng muối nó bị mặn ấy thì nó bị cái thằng protein nó bị đông tụ vào thì chúng ta mới có trứng muối để ăn, đúng không? Thành phần chính của bông nõn, cái này nhiều đứa hiểu nhầm giữa bông nõn và nõn bông. Bông nõn là cái nõn ở bên trong cái quả bông đấy, được chưa? Thì như ở trong sách giáo khoa nói thì nó có 95% là cellulose, thế nên là có là thành phần chính là hoàn toàn chính xác, đúng không? Còn 5% còn lại là cái gì thầy chịu chẳng biết, được chưa? E đúng, để giảm đau nhức khi bị kiến đốt thì cái việc mà bị kiến đốt ấy là do là cái thằng axit ở nít con kiến, HCOH hay còn được gọi là axit formic, được chưa? Acid formic này nó vào tay thì nó gây bỏng ngứa đốt, nó ở đít con kiến, nó ở đít con ong, được chưa? Thế thì có thể bôi vôi tôi là gì? CaO thì nó có nước và thì nó tạo thành CaO hai lần. Vậy đây là một phản ứng giữa một thằng acid được trung hòa với một thằng bazơ, HCOO tất cả hai lần Ca cộng với lại nước, được chưa? Đấy, vậy thì mình có 1, 2, 3, 4, 5 thằng. Vậy đáp án đúng đáp án A. Dã man chưa? Đúng rồi, chữ B chính xác, Đặng Quang Thi hoàn toàn chính xác luôn. 33 này, 33 để lại này, 34 để lại này, xem nào, 35 để lại này, 35 chiến được đấy, 35 thực ra là chiến được nhưng mà cứ để lại đi tí chiến một thẻ. Ủa, những cái câu này tí tầng nghiền một thẻ. 36 xem nào, 36 một câu về thí nghiệm dạng mới. Cái xu hướng của năm nay, xu hướng của năm 2019-2020 là cái dạng thí nghiệm như này. Em nhìn thấy một câu thí nghiệm nó dài tít bù tắp như thế này mà. Đấy, đứa nào không biết thì xe lại về tường nhá. Tiến hành thí nghiệm để điều chế etin acetat theo các bước sau đây. Đây là thí nghiệm để điều chế etin acetat theo các bước sau đây. Đầu tiên là cho 1 ml CH5OH, CH3COH và vài giọt H4 đặc vào ống nghiệm. Chưa vấn đề gì xảy ra cả, đúng không? Lúc này thì ở trong ống nghiệm, đây thầy vẽ cho chúng ta nhìn nhá. Thì ống nghiệm nó vẫn bình thường, nó là một phần lắc đều ống nghiệm đun cách thủy khoảng 5-6 phút. Thì lúc này nó có phản ứng xảy ra này. CH5OH cộng với lại CH3COOH để tạo thành CH3COOC2H5 cộng với lại nước, đúng không? Vậy thằng này ete nhá. Thế chúng ta lưu ý rằng là cái dung dịch của chúng ta này sau khi mà tạo thành ete thì mình có thằng ete nổi lên bên trên. Dung dịch như này nhá, ete nổi lên bên trên. Còn nước ở bên dưới. Đấy, tách lớp. Bước 2 là tách lớp. Một lớp là etin acetat nổi lên trên, một lớp là dung dịch ở dưới. Làm lạnh sau đó rót 20 ml dung dịch NaCl bão hòa vào dung dịch. Khi mà rót 20 ml dung dịch NaCl bão hòa thì tách lớp càng cho ông ta dễ nhìn thấy hơn, nó càng sâu sắc hơn, nó càng khiến ta nhìn dễ hơn, được chưa? Vậy đây này, để bài nói này,
H24 đặc có vai trò vừa làm xúc tác vừa tăng hiệu suất tạo sản phẩm chính xác. Với H24 đặc thì là xúc tác rồi nhá, rõ rồi. Nhưng H24 đặc thì nó lại còn hấp thụ nước, nên là nó hút nước nên làm cân bằng chuyển dịch sang phía tên tay phải. A đúng, nhưng đề bài hỏi chúng ta nhận định sai. Được chưa? B, mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm. Không đúng. NaCl bão hòa là để làm gì? Để cho nó phân hủy thành hai cái chất, chứ không phải là để cho nó tách lớp dễ nhìn hơn. Bởi vì NaCl bão hòa vào thì làm cho cái trọng lượng riêng của cái dung dịch này nặng hơn, nếu nó đẩy thằng etin acetat nổi lên bên trên thì cái này chuẩn hơn, chứ không phải là làm phân hủy. Phân hủy là sai. Sau bước 2 trong công nghiệm vẫn còn CH5OH và CH3COH. Chính xác, bởi vì ở đây đấy, mũi tên hai chiều nên nó vẫn còn là CH5OH và CH3COH nhá. Sau bước 3, chất lỏng trong công nghiệm tách thành hai lớp. Chính xác đây. Xong chất bước 3 đây, tách thành hai lớp, chính xác luôn. Vậy đáp án đúng của mình sai là đáp án B, bỏ. Nhìn thấy chưa? B, bỏ. Câu 37. Hòa tan hoàn toàn, đây là một câu cực kỳ hay nữa. Đó, khi mà chúng ta đi thi chúng ta cần biết chọn những cái thằng nào dễ để mình làm trước, những thằng khó làm sau. Ở đây thầy đang chọn những thằng dễ thì giải trước cho chúng ta, những thằng khó tí thì chúng ta cân sau, đúng không? Câu 37. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn XY có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn XY có số mol bằng nhau vào nước thu được dung dịch Z, tiến hành các thí nghiệm sau. Hai chất XY có số mol bằng nhau nhá. Đấy, thế bây giờ mình bắt buộc mình có thí nghiệm 1 này. Thí nghiệm 1 là hai chất XY này. XY này cho tác dụng với NaOH dư thì vào Z. Đấy, đây Z đây. Được chưa? Thu được N1 mol kết tủa. Kết tủa đây là N1. Được chưa? Thí nghiệm 2 cho NH3 vào dung dịch Z thì thu được N2. Đây. Cho NH3 nhá thì thu được N2 này. NH3 này dư này thì thu được kết tủa là N2 này. Được chưa? Thí nghiệm 3 cho AgNO3 dư vào Z thì thu được N3. Cho vào AgNO3 thì thu được kết tủa N3. Được chưa? Biết rằng là các phản ứng xảy ra hoàn toàn và N1 nhỏ N2 nhỏ N3. Nhìn kỹ nhá. Ui, những cái câu này về thí nghiệm rất là dã man. N1 nhỏ N2 nhỏ N3. Thế ta lưu ý này, giả sử chỗ này thì chúng ta làm theo kiểu thử cũng được. Giả sử X chúng ta là NaCl, trường hợp 1 nhá. NaCl, Y là FeCl2. Thì này vào NaOH thì NaCl không phản ứng. Đây chỉ có một kết tủa duy nhất là gì? FeOH 2 lần. Tương tự vào NH3 dư cũng chỉ có một kết tủa FeOH 2 lần. Vậy loại ngay lập tức. Tại sao? Tại vì hai kết tủa này bằng nhau. Bỏ. Được chưa? Sang trường số 2, YB đây xem nào. YB này. AlNO3 3 lần. AlNO3 3 lần. Và FeNO3 2 lần. Thử nhá. Vào NaOH dư thì do dư nên không tồn tại kết tủa AlOH 3 lần mà chỉ tồn tại kết tủa FeOH 2 lần. Một cháo. Vào NH3 dư thì tồn tại cả hai kết tủa FeOH 3 lần và AlOH 3 lần. Thì đúng là nó lớn hơn rồi. Tiếp tục vào AgNO3, số mol bằng nhau thì mình cứ đặt là 1:1 đi. 1:1 thì thằng này là 1, thằng này là 1, thằng này là 1. Đúng không? Nhôm 3 cộng thì không tác dụng với bạc, chỉ có sắt 2 cộng tác dụng với bạc thôi. Sắt 2 cộng tác dụng với bạc thì tạo thành sắt 2 cộng cộng với bạc đây. Sắt 2 cộng cộng với bạc cộng. Sắt 2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Đúng không? Vậy đây mình có kết tủa bạc. Đấy. Số mol sắt 2 cộng của chúng ta là 1. Đây cân bằng 2. À đâu sorry, 1. Vậy anh này là 1. 1 mol này. Đấy, 1 mol này. Chúng ta bấm thử khối lượng nhá, xem thế nào nhá. Bạc là 108 này. Mình nhìn anh này là 78 cộng với mở ngoặc đơn này. 56 cộng với 34 bằng 168. 168 lớn hơn 108. 168 lớn hơn 108. Thật là nhỏ bởi vì không phải là đáp án B. Vừa nãy một bạn nhìn thấy B loại tiếp. Mình thử tiếp nhỉ. Sang đáp án C xem được không. Nếu là C thì nó là gồm hai thằng là FeCl2 và FeCl3. Bỏ nha. FeCl2 này, FeCl3 này. Vào NaOH dư thì mình thu được hai kết tủa FeOH 2 lần này và FeOH 3 lần này. Vào thằng NH3 dư thì mình cũng thu được hai kết tủa là FeOH 2 lần này, FeOH 3 lần này. Đúng, hai cái tuổi nó bằng nhau. Hai cái tuổi bằng nhau thì N2 lớn hơn N1 cơ mà. Vậy loại nốt C, loại nốt A. Vậy mình chỉ còn một đáp án cuối cùng, đó là đáp án D. Bạn Tô Lan Phương comment rất là đúng luôn. Bây giờ chúng ta thử xem nhá, xem D như thế nào nhá. D là FeCl2, D có gì đặc biệt mà khiến cho cái kết tủa chúng ta lại đẹp đẽ vậy, lại thỏa mãn vậy? FeCl2
AlNO3 3 lần. Nhìn nhá. À, đầu tiên là vào NaOH dư thì AlOH 3 lần không có kết tủa này. Vậy là bỏ này. Vậy là mình chỉ có một cái kết tủa là FeOH 2 lần thôi. Vào NH3 dư thì mình tồn tại cả hai kết tủa là AlOH 3 lần và FeOH 2 lần. Đúng chưa? Vào AgNO3 thì mình có này, đầu tiên là Cl trừ ăn bạc cộng Cl trừ ăn bạc thì tạo thành kết tủa AgCl. AgCl. Tiếp tục mình có là sắt 2 ăn với lại bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc, vậy có bạc nữa. Đúng không? Nếu mà số mol tầng này là 1, 1 thì mình có này, anh này là 2 mol AgCl. 2 mol AgCl và 1 mol bạc. Trong khi đó thằng này là 1 1 thì hoàn toàn mình có khối lượng này lớn hơn, lớn hơn. Đấy chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án rẻ. Rồi. 38 vận dụng cực cao. 39 vận dụng siêu cao. 40 vận dụng cao cao nữa. Bây giờ chúng ta quay trở lại giải những câu mà ta thích thôi. À, bây giờ mình để lại bao nhiêu câu đấy nhỉ? 1 câu này, 2 câu này, 3 câu. Trong sức chúng ta giải được thì có 1 2 3 4 rồi. 4 câu này, 5 câu, 6 câu. 6 câu, 7 câu, 8 câu. 8 câu. 8 câu để lại, 9 câu để lại. 9 câu để lại thì chúng ta đã có là 7,75 điểm rồi. 7,75 điểm, đúng không? 7,75 điểm cũng là một cái điểm khá là ổn đấy chứ, đúng không? Giờ mình sang mình cân câu 26 chứ. Cân câu 26 mà thầy vừa giảng vừa dạy chúng ta mà hết có một tiếng thôi. Câu 26. Ta để lại 9 câu, bây giờ ta cân câu này là ta được 8 điểm này. Cân chắc chắn đúng nhá, cân phải chắc chắn đúng. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol một hỗn hợp X gồm 3 triglycerid CXHIO6 này. Số mol bằng 0,06 này. Ăn oxy này 4,77 này thì thu được này CO2 này cộng với lại này H2O này. Mình tìm được số mol nước của mình bằng 3,14. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol CO2 luôn. Đúng không? Non thể chỉ này 0,06 nhân 6. 0,06 nhân 6 cộng với lại 4,77 nhân 2 trừ đi 3,14 bằng chia 2 3,38. 3,38. Đấy, thế là mình tìm được nhá. Một thằng là 3,38 này. Tiếp tục này, chúng ta lưu ý này. Ở đây mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình có khối lượng của X cộng với khối lượng của oxy 4,77 nhân 32 bằng 3,38 nhân 44 cộng 3,14 nhân 18. Vậy mình tìm được mx luôn. Mình tìm được mx luôn. Mình tìm được mx bằng 3,14 này nhân 18 này cộng 3,38 này nhân 44 này trừ 4,77 này nhân 32 bằng mx bằng 52,6. Mx bằng 52,6. Ok. Đấy, mình tìm được mx bằng 52,6 nhá. Nhưng mà ở đây đề bài nói chúng ta này, hydro hóa hoàn toàn 78,9 gam x thu được hỗn hợp y. À, thế nó mới đau đớn chứ. Đúng không? Hydro hoàn toàn 78,9. X đây là 52,6. 52,6 vậy mình sẽ có này. 52,6 phần 78 phần 9 thì nó sẽ bằng số mol là 0,06 phần A. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của thằng chất béo này tương ứng với lại 78,9 gam A bằng 78,9 nhân 0,06. 78,9 nhân 0,06 bằng chia 52,6 bằng 0,09 mol. Vậy anh này là 0,09 mol. Nhìn chưa? Vậy số mol của triglycerid là 0,09 mol nha. Nhưng mà 0,09 mol vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Chưa giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vì anh này đề bài cho chúng ta tác dụng với lại hydro mà. Tác dụng hydro là thằng X này. Thằng X của chúng ta là CXHIO6 này, số mol là 0,06 này, khối lượng là 78,9 này. Ăn với hydro để tạo được thằng Y. Thằng Y là chất béo no. Thế thì bây giờ mình cần quan tâm là nó là ăn bao nhiêu hydro để mình bảo toàn khối lượng mình tìm được Y. Đúng không? Thế thì chúng ta cần lưu ý này. Mình lại còn có một chiêu nữa. Chiêu này cực kỳ kinh khủng. Mình lấy số mol CO2 trừ số mol nước. Số mol CO2 này trừ số mol nước này chia cho số mol cháy thì bằng K trừ 1. Đấy. Số mol CO2 trừ số mol nước chia cho số mol cháy thì bằng K trừ 1. Mình có số mol CO2 bằng 3,38. 3,38 trừ số mol nước bằng 3,14 chia số mol cháy là 0,06 thì bằng K trừ 1. Vậy hoàn toàn nên mình tìm được K. 3,38 trừ 3,14 bằng chia 0,06 bằng 4. À, vậy là mình có là K trừ 1 bằng 4. K trừ 1 bằng 4. Suy ra K của chúng ta bằng 5. K bằng 5 thì lưu ý này, trong thằng chất béo của chúng ta lại có, ui dồi, dã man không? 3PCOO. Đấy, vậy là nó còn bao nhiêu? 5 trừ 3 để còn 2PCC.
nhá. Mình còn 5 pi, 2 pcc thôi. 2 pcc này thì anh này sẽ ăn với lại 2H2. Vậy 0.06 thì ăn 0.06 nhân 2 bằng 0.12. Hiểu không cả nhà? Cả nhà có hiểu không thì chấm cái để thầy biết đấy. Cả nhà có hiểu không cơ? Hiểu thì phải chấm để thầy còn biết, còn nếu không hiểu cũng phải hỏi nhá. Vậy mình có này, bảo toàn khối lượng, mình có 78.9 cộng với 0.12 nhân 2 thì bằng khối lượng của y. Mình tìm được khối lượng của y luôn, 78.9 78.9 cộng 0.12 nhân 2 bằng 79.14. 79.14. À, bằng 79.14. Bằng 79.14, vậy là mình tìm được. Từ từ chưa xong. Tiếp tục vẫn thằng CXHIO6 này ăn nhau với lại cao mắt. Ăn cao mắt thì ta lưu ý này, một thằng này ăn 3 cao mắt để tạo thành muối cộng với lại glycerol C3H8O3. Số mol anh này bằng 0.06 thì anh này bằng 0.18 thì anh này bằng 0.06. Đúng chưa? Vậy nên mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng dã man không? Bảo toàn khối lượng tất có khối lượng này bằng 78.9 nhá. 78.9 này cộng với lại 0.18. Rất nhiều bạn quên mất là nhân 40 nhưng anh này là nhân 56. À 0.09, chết. Thank you, 0.09 vừa tính xong. Anh này 0.18, thank you nhá. 18 nhưng 0.2. Thế nào đấy? Lê Quốc Hưng, đúng không? À, 78.9 cộng với 0.18 nhân 2, mắt lé đấy. 79.26. 79.26. 0.09. Anh này 0, nhân 3 bằng 0.27. Thank you Lê Quốc Hưng nhá. Tí sai dây chuyền toi. 0.27. Mình có đây là 0.27 nhân 56 thì bằng m muối cộng với lại 92 nhân 0.06. Ok, vậy nên đây mình tìm được m muối nhá. Vậy mình tìm được m muối bằng 78.9 cộng với 0.27 nhân 56 bằng trừ đi 92 nhân 0.06 bằng 88.5. 88.5. Ơ, sao lại không có đáp án đây nhỉ? Từ từ xem nào. Hôm nay YKH vừa đủ thu được glycerol và muối. Ở đây thầy có bị lỗi chỗ nào không? 78.9 này. 0.09 nhân 3. Đúng rồi, chỗ này số mol là lấy cái gì? 78.9 đun nóng Y. À, 79.26. 79.26 cộng với 0.27. Đây. 79.26 cộng 0.27 nhân 56 trừ đi 92 nhân 0.06 bằng 88.86. Cũng không có đáp án. M gam muối trừ chưa nhỉ? Trừ rồi, trừ 92. À, trừ 92 nhân 0.09. Đấy. Kinh không? Trừ 92 nhân 0.09 bằng 86.1. Đây, bây giờ mới có đáp án. 86.1. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 86.1 nhé cả nhà. 86.1. Ok. Xong nha. 8 điểm nha. 8 điểm toát mồ hôi chưa? Đấy. Đây là đây mình luyện 7 cộng mà. Để 7 cộng mình lấy 8 điểm là ngon thôi, đúng không? Nào mình sang câu 30. Mình sang câu 30, xong mình còn cân câu 31, xong mình còn cân câu điện phân. Nào, câu 30. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon cơ. Đấy, mình có câu số 30. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon. Đây là câu của chương trình kiến thức lớp 11 nhé. Câu này là câu của kiến thức lớp 11 rồi. Rất là khó rồi. Có le cổ rồi. Câu 30. Mình có này. Đốt cháy hoàn toàn m gam hydrocarbon mạch hở. Đấy, mx lớn hơn 28, nhỏ hơn 56. Đấy, hydrocarbon thì công thức của nó là CnH2n cộng 2, đúng rồi. Trừ 2k. Đúng không? Lớn hơn 28, nhỏ hơn 56. Đốt cháy là cộng với oxy thì thu được CO2. Mình tìm được số mol CO2 bằng 5.28 chia 44. 5.28 chia 44 bằng 0.12 mol. 0.12 mol. Đấy. Mặt khác, thằng X này phản ứng tối đa với lại 19.2 gam brom. Thế mình tìm được số mol brom. Số mol brom của mình 19.2 chia 100 19.2 chia 160. 0.12. 0.12 mol brom. Thế các em lưu ý này. Các em lưu ý này. Anh này là K thì nó có K pi đúng không? Phải điểm ăn K brom. Vậy mình tìm được số mol là 0.12 nhân 1 chia K. 0.12 phần K. Được chưa? Vậy đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon. Số carbon sẽ bằng 0.12 chia cho 0.12 chia K. Vậy là bằng K gì? Số nguyên tử carbon chính bằng số liên kết pi luôn. Số nguyên tử carbon chính bằng số liên kết pi luôn. Thế thì bây giờ nó chỉ nằm trong khoảng này mà số nguyên tử carbon lại chính bằng số liên kết pi.
Thế thì mình nhìn chỉ có thằng nào nhỉ? Ví dụ thằng C2H2. C2H2 thì đây, số carbon đúng là số pi. Nhưng anh này chỉ bằng có bao nhiêu thôi? 26 nhỏ hơn 28, bỏ. Thế thử xem là C4H4 này. Là anh này. Đây. 1 2 3 4 carbon đúng là số liên kết pi 4. C4H4 này, phân tử khối của nó lớn 28, xem nhỏ hơn xem nhé. 13 x 4, 13 x 4 bằng 52. 52 nhỏ 56 đúng. Thỏa mãn đúng không? Đấy. Vậy chắc chắn anh này là C4H4. Đúng không? C4H4 tìm giá trị của mờ. Thế anh này thì ăn 4 brom. Mình tìm được số mol brom rồi, bằng 0,12. Vậy suy ra 0,12 x 1 chia 4 bằng 0,03. Vậy ở đây mình tìm được khối lượng 0,03 nhân mà ngoặc đơn 12 x 4 cộng 4 bằng 1,56. Từ từ. C4H4 đúng rồi. Thu được 0,12. 0,12 chia cho 0,3 bằng 4 đúng rồi. Giá trị của M này 12 x 4 cộng 4 bằng nhân với 0,03 bằng 1,56. Thế chỗ này là thầy ghi nhầm à? Chắc thì chỗ này là thầy gõ nhầm rồi. Gõ nhầm đúng không? Chỗ này là phải là 1,56 chứ đúng không? C4H4 mà. C4H2. Chán đời, già rồi, lẫn cẫn. Cộng 2 bằng nhân với 0,03 bằng 1,5. 1,5 nhé, đúng rồi, C4H2. Chính xác, ok. Đấy, đáp án đúng, đáp án C. 8,25 điểm. Cứ từ từ tiến từng tí một là thành công. Cứ từ từ tiến từng tí một là thành công. Chẳng có gì mà phải nôn nóng cả. Giờ AC, hello, chào em. Bây giờ xong câu này mình sang 8,5 điểm này. Bây giờ xong câu này mình sang 8,5 này. Xong câu điện phân là mình lên được 8,75 này. Đấy. Câu 31 nhá. Dẫn từ từ đến dư khí CO2 và dung dịch BaOH2 lần. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa vào thể tích CO2. Sự phụ thuộc của kết tủa vào thể tích CO2 được biểu thị bằng đồ thị trên. Đây, trên đỉnh đồ thị này. Trên đỉnh đồ thị này là kết tủa mắc. CO2 và BaOH2 lần với kết tủa mắc chúng ta là BaCO3. Được chưa? Đấy nha. BaCO3 thì với số mol của CO2 là bằng x. X là gì? X là thể tích CO2 phản ứng, đúng không? Đấy, thể tích CO2 phản ứng, vậy thì số mol của nó là A cộng B chia 2,4. Vậy thì số mol kết tủa là A cộng B chia 2,4 nhân với A cộng B chia 22,4 nhân với 197 thì bằng 4 m. Đúng không? Thế vậy ngay tức mình suy ra được luôn. Đây, tại vị trí này là A chia 2,4. X là thể tích khí CO2 mà. Tại vị trí này là A cộng 3,36 chia 2,4. Đây, A chia 2,4 thì thu được kết tủa là 3m. Vậy anh này là ở đâu này là chỉ là kết tủa hết bao nhiêu CO2 vào thì bấy nhiêu kết tủa đúng không? Vậy ở đây mình có này. 3m thì bằng A chia 22,4 nhân với 197 thì bằng 2m. Ok. Ngon rồi đấy, ngon rồi đấy. Vậy này, nhìn này, cái này thì suy ra cái này, cái này thì suy ra cái này. Vậy mình kết hợp hai này lại thì mình suy ra anh này gấp đôi này đúng không? Vậy thì suy ra là từ đây thì mình suy ra được là B phần 2,4 lấy trên trừ dưới. B phần 22,4 thì bằng 2m. Và kết hợp thằng này thì mình suy ra được A bằng B. Đây bài yêu cầu giá trị của M nhá, mình phải tìm được giá trị của M sẵn sàng đấy, chính xác đấy. A bằng B rồi, bây giờ mình cần tìm giá trị nữa thôi. Tìm giá trị nữa là xong. Thế thì tại vị trí này này thì nó tồn tại hai thằng. Tồn tại hai thằng đấy, đây là số mol của CO2 đúng không? Thì tồn tại hai thằng là kết tủa BaCO3. CO3 và thằng BaHCO3 hai lần. BaHCO3 hai lần. Được chưa? Kết tủa BaCO3 là 2m thì bằng 1/2 của 4m. Vậy thì số mol kết tủa này là bằng 1/2 của 4m. Vậy là còn là bằng A hoặc là B, đúng không? Vậy số mol của BaCO3 đây nó bằng là đây. 4m thì là số mol kết tủa là A cộng B phần 2,4. Mặt khác là A bằng B rồi. Vậy bây giờ 2m thì nó chỉ còn là A phần 2,4 thôi.
Được chưa? Thế vậy thì suy ra cái thằng số mol của carbon, bảo toàn carbon bên trong này là còn 3,36 chia 2,4 này. Đây này, bảo toàn carbon này, đây này, tổng số mol CO2 chui ở đây thì là A cộng 3,36 chia cho 2,4 nhá. Được chưa? Thế trong đấy có A chia 2,4 chui đây rồi. Vậy thì ở đây là 3,36 chia 2,4 chui về đây, nhưng phải chia cho 2. 3,36 mà chia 2,4 thì là bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Nhưng mà chia cho 2 thì còn 0,075. Được chưa? 0,075. Đấy nhá. Thế bây giờ mình đi bảo toàn. Bảo toàn bari. Bảo toàn bari. Có phải bari được bảo toàn không? Bari điểm đầu điểm cuối đây, bari điểm đầu này, bari điểm đầu kết tụ hết thì chính bằng số mol của BaCO3. Mình đi bảo toàn bari. Bảo toàn bari. Mình có này, A cộng B. A cộng B chia 22,4 thì bằng chui đây là A chia 2,4. Cộng với 0,075. Và hoàn toàn đến đây thì mình tìm được B. Mình tìm được luôn đúng không? A vậy. Vậy là A phần 2,4, A phần 2,4 hết. B phần 2,4 bằng 0,075. Vậy B bằng 0,075 nhân 2,4 bằng 1,68. B bằng 1,68. A bằng B bằng 1,68. Vậy mình tìm được khối lượng kết tủa luôn. 1,68 cộng 1,68 chia bằng này, chia 22,4 bằng này, nhân 197 bằng này, 29,55. 29,55. Vậy giá trị của M, từ từ, đây là 4M thì bằng 29,55. Vậy giá trị của M là lấy 29,55 chia 4. 7,38. Ơ sao không có đáp án nhỉ? Từ từ xem mình có bị lừa đâu không. À, chia cho 4. Thế ở đây là mình đang bị lừa. 29,55 thì đây là, như đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M cơ. 29,55 đúng nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà đây nó hỏi là giá trị của M mà. Khả năng cao dễ đề có vấn đề. Không, chắc đề không sai được đâu. Chắc đề không bị sai được đâu. Khả năng cao thầy bị tính nhầm. Xem nào. Chắc là thầy bị tính nhầm đấy. Nhìn lại xem nhá. Thằng này A phần 24 này. Thì thằng này là bằng bảo toàn A chia 2,4 này. Bảo toàn thằng bari chung đây. Bari này thì vậy suy ra anh này là thằng này là 4m thì này chỉ còn 2m thôi. Này A chia 2,4 vậy thì bari anh này sẽ còn là B chia 2,4. B chia 2,4 thì bằng 0,075. B chia 2,4 thì bằng 0,075. Vậy thì 0,075 nhân với 2. 0,075 B chia 2,4 nhân 2. B chia 2,4 thì bằng 0,075. Bởi bảo toàn bari mà bari không chui đâu nữa. Nhân với 2,4 thì B bằng 1,68. A bằng 1,68. Đúng không? A, B và đều bằng 1,68 chứ nhỉ? Không phải, đây đề bài hỏi M chứ không phải là 4M. Ở đây đề bài hỏi M chứ không phải là 4M nhé cả nhà nhé. Đấy, không phải là D đâu, để nhìn lại xem nào. Đang lỗi là một chỗ nào đó đấy. À, chúng ta cẩn thận bị lừa. Thằng này kết tụa hết này thì A cộng B phần 2,4 là số mol CO2 thì chú hết vào đây. Đúng rồi, nhân 197 thì bằng 4M. Ở đầu này thì chỉ có mỗi thằng CO2 chui thôi, A chia 2,4. Thì A chia 2,4 thì chui đây, nhân 197 bằng 2M. Thế từ đó mình suy được là B bằng A. A này trừ nhau đây. Đúng không? Thằng này là trừ vế trừ vế trên xuống dưới. Đúng không? Vậy còn B chia 2,4 thì bằng 2M. Ok, vậy suy ra đây, A chia 2,4 nhân 197 thì bằng 2M vậy. B chia 2,4 nhân 197 nhé. Thì cũng bằng 2M. A bằng B. A bằng B được bằng 1,68. Đấy, meo meo, từ từ bình tĩnh. A bằng B. Từ từ, đấy đây là mới suy được A bằng B thôi. Sang đầu này này, thì mình có là tồn tại hai kết tủa là BaCO3 và BaHCO3 hai lần này. Số mol kết tủa ở đây 2M. 2M thì bằng là 1/2 của 2A chia 2,4. Và còn là A chia 2,4, hình như khả năng cho chỗ này mình bị lỗi. A chia 2,4. Đúng rồi. A chia 2,4 này. Chỗ này là A chia 2,4. A chia 22,4. Đúng rồi, đây này, số mol kết tủa này bằng A bằng A chia cho 2,4. Nếu bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì carbon sụp vào đây là A cộng 3,36 chia 2,4. Vậy thằng này trừ đi. Đây là carbon ở đây là 3,36 chia 2,4. Thằng khả năng cao thì bấm nhầm máy tính. 3,36 chia 2,4 bằng
0,15. Đúng rồi, 0,15 là CO2. CO2 trừ ở đây trừ A chia 2,4 là hết rồi. A chia A chia 2,4. Còn thằng này là 0,015 chia 2, 0,075. Đúng. 0,075. Vậy bảo toàn bari 0,075 này cộng với A chia 2,4 thì bằng A cộng B chia 2,4 nhân 1,9 bằng A cộng B chia 2,4 thôi. Thì A chia 2,4 với A chia 2,4 hết. À, bảo toàn carbon nhân 2, 0,075 nhân 2 thì bằng 0,15. Đúng rồi. A chia 2,4. À ui nhỉ. Đúng rồi, Tô Lan Phương tinh thế. 3M chỉ phát nào chết phát đấy. Thank you Tô Lan Phương. Đấy, ui dồi ôi, mắt lé. Sorry Tô Lan Phương nhá, mắt lé này. Và đây vậy là mình có này, thằng này trừ thằng này. Vậy là B của chúng ta chỉ bằng bao nhiêu thôi? M thôi đúng không? B bằng M thôi. Thế không thể là suy ra A bằng B được. Thằng này A bằng 3B. Đúng không? A bằng 3B. Đấy, thank you Tô Lan Phương nhá. Mặt tình thế. Rồi. À, vậy đến đây này. À, cái tủa chúng ta là 2 thì là đúng là A chia 2,4 rồi. Vậy thì bảo toàn carbon. Thằng này thì A bằng 3B rồi. Thank you nhé Tô Lan Phương. Cảm ơn em. A cộng với 3,36 chia 2,4. 2M. Thằng này là A cộng B. Không được. Thằng này là A cộng B mà thằng này là 2. Vậy là chỉ còn là đây là A bằng 3B. A bằng 3B vậy thì thế vào đây mình sẽ được là 4B. 4B chia 2,4. Vậy là anh này còn là 2B chia 2,4. 2B chia 2,4. A thì bằng 3B rồi. Vậy thế này sẽ bằng là 3B cộng với lại 3,36 chia 2,4 trừ đi 2B. 3B cộng 3,36 chia 2,4 trừ đi 2B, vậy là còn B. B đúng không? Chia 2,4 này. Đúng không? 3,36 vẫn giữ nguyên là 3,36 cộng 3,36 chia 2. Tất cả chia cho 2. Được chưa? Đến đây mình bảo toàn bari. Đến đây mình bảo toàn bari. Thank you Tô Lan Phương nhá. Bảo toàn bari này. 2B chia 22,4 cộng với B 0, B chia cho 22,4 nhân 0,5 cộng với này 3,36 chia 2,4 là bằng 0,15 chia 2 tiếp là bằng 0,075 thì bằng A cộng B hay là 4B chia 2,4. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây ta có này. 4B này bằng 2B này. 4B này bằng 2B này cộng 0,5B này cộng 0,075 nhân 22,4. Ok. Và mình có chỗ này là 4B trừ đi 2,5 để còn 1,5B. 1,5B thì bằng 0,075 nhân 22,4. Và mình được B bằng 0,075 nhân 2,4 bằng chia 1,5 bằng 1,12. B bằng 1,12. B bằng 1,12. Vậy suy ra 4B chia 2,4 là nhân 4 bằng chia 2,4 bằng 0,2. 0,2. 0,2 nhân 197 nhân 197 bằng 39,4 chia cho 4 thì ra được M 9,85. Ok. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dã man chưa? Dã man con ngan chưa? Đây nha. Xong một câu nữa nha. Ô 33 8,75 điểm. 33 8,75 điểm. Câu 33 8,75 điểm. Một câu về điện phân. Điện phân dung dịch X nào. Điện phân dung dịch X có chứa 3 amon CuNO3 lần. Bây giờ chúng ta giải cái câu điện phân này, chúng ta sử dụng cái skin của chúng mình. Skin cực kỳ kinh điển, skin là skin điện gọi là gì? Xương cá. Mình chú ý nhá. Điện phân dung dịch X chứa 3 amon CuNO3 lần. CuNO3 2 lần. 3 amon và amon KCl. Với điện cực trơ mà ngăn xốp đến khi khối lượng ca tốt tăng 12,8 thì dừng điện phân, thu được dung dịch Y. Đây điện phân này. Khối lượng ca tốt tăng. Ca tốt này, anốt này.
khối lượng catode tăng 12,8 gam thì dừng điện phân. Vậy là đồng 2 cộng này biến thành đồng này. Số mol bằng 12,8. 12,8 chia 64 bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Chưa tìm được A nhá. Thì thu được dung dịch Y. Thu được dung dịch Y. Đấy, thế thì vậy là điện phân ra thằng này thì chúng ta cũng chưa có khẳng định được gì nhiều. Ở đây là với cái dự kiện này thì chưa có khẳng định gì nhiều. Ui, thank you nhá. Ui, đã mang thật. Nào, mình có này, cho 2,4 gam Fe này. Mình tìm được số mol Fe bằng 2,4 chia 56 bằng 0,4 mol. 0,4 mol vào Y. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được khí NO. Thu được khí NO, vậy chắc chắn là có phản ứng oxy hóa khử cộng H cộng cộng NO3 trừ. Với cái việc mà tác dụng của dung dịch Y thu được khí NO này thì chúng ta khẳng định chắc chắn 100% là ở bên anode nó phải sinh ra H cộng. Đúng không? Thì mới có H cộng, chắc chắn trong Y chúng ta phải có H cộng. Có NO3 trừ. Đúng không? Điều chắc chắn 100% là có. Đúng chưa? Thế thì chính vì vậy nên ở bên anode sự điện phân đầu tiên là Cl trừ biến thành Cl2. Đúng chưa? Và bởi vì là có ra H cộng nên nó phải có sự điện phân của nước sinh ra oxy cộng với 4H cộng. Đấy chưa? Và bởi vì có sự điện phân của nước nên chắc chắn Cl trừ phải bị điện phân hết. Cl trừ bị điện phân hết để A thì này là 0,5A. Đấy chưa? Vậy là có lo chúng ta số mol là 0,5A nhá. Điện phân hết nhá. Thế thì hoàn toàn đến đây chúng ta bảo toàn mình tìm được số mol oxy đúng không? Hoàn toàn đến đây chúng ta bảo toàn chúng ta tìm được số mol oxy đúng không? Đấy. Vậy mình có này. Bảo toàn E này. 0,2 này. Trừ đi này. Đây. Ăn. Hôm nay chú bảo ăn không ăn. 0,2 nhân 2. Trừ đi này. 0,5A nhân 2. Chia cho 4. Của Nga bác ạ, à đâu của Thái Lan đấy, ăn được đấy ạ. Ăn ngon đấy ạ. Hello, chào Nguyễn Văn Quân. Tiếp tục này. Bởi vì bây giờ chưa đến câu 33 rồi em. Bây giờ là câu 9 điểm rồi. Machiko Đông. Đây là câu 9 điểm mà đây là đề thi tham khảo năm 2019 nhá. Câu 9 điểm thì em thấy là thi được điểm 9 điểm 10 có nhiều đứa được 9 10 không? Nếu được nhiều đứa 9-10 thì đâu đứa xem. Còn nếu mà ít đứa được 9-10 thì nhiều đứa xem. Ở đây nhá, từ từ nhìn kỹ đây. Đây mình bảo toàn em tìm được số mol oxy đúng không? Và từ đó mình suy được số mol H cộng đấy. Số mol oxy này 0,4 chia 4 thì bằng 0,1 này. Trừ đi này. À, đây là 0,1 chia 4. 0,1 chia 4. 0,025. À. Thế là tìm được số mol nhá. Thế đến đây mình tìm được số mol H cộng. Số mol H cộng gấp 4 lần. Số mol H cộng gấp 4 lần số mol H cộng gấp 4 lần số mol oxy. Vậy số mol H cộng chúng ta sẽ là bằng là 0,1 nhân 4 là 0,4 trừ đi 0,025 nhân 4. 0,1A. Được chưa? Đấy. Tiếp tục này, thu được 16 gam kim loại. Vậy chắc chắn bên trong này chúng ta còn có cả đồng 2 cộng dư. Điều chắc chắn rồi. Đúng rồi. Nào tiếp tục này. Mình có này. Đồng của chúng ta thì là 3A trừ đi 0,2. Vẫn tăng like mà. 2, 4, 7. Nhớ nha. NO này. 22,4 gam bột. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thu được NO này. Cộng với 16 gam hỗn hợp kim loại. Chắc chắn mình có đồng sinh ra này. Kim loại này chắc chắn là sắt dư này. Vậy điều này chứng tỏ trong dịch chúng ta chỉ dồn tại mối sắt 2. Đúng chưa? Mình có này. Bởi vì sắt dư nên đồng chui vào đây hết. 3 trừ 0,2. Được chưa? Thế thì mình có này. Bởi vì sắt dư này. Vậy mình có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là H cộng hết. H cộng hết thì ngay tức mình suy được số mol NO bằng 1/4 số mol H cộng đúng không? Mình có số mol H cộng bằng 4 lần số mol NO mà. Thế này bằng 0,1 trừ đi 0,025A. Được chưa? Mình có sắt dư. Mình có tạo thành sắt 2 cộng. 16 gam hỗn hợp kim loại, đây là 22,4 gam bột sắt. Thế mà cuối cùng đây 22,4 mà chỗ này là 16 này. 16 gam sắt này. Đồng chú hết vào đây rồi.
đồng chui hết vào đây rồi, đúng chưa? Thế thì ở đây mình có đây đồng dư này, anode này, oxy này, oxy tìm được theo A rồi, số mol H cộng này, đúng rồi, tìm được theo A rồi. Đấy, thế đến đây mình đi bảo toàn E đi, mình tìm được số mol sắt phản ứng, bảo toàn E. Mình tìm được số mol sắt phản ứng. Đầu tiên này mình có này, số mol sắt phản ứng, số mol sắt phản ứng. Hai lần số mol sắt phản ứng bởi sắt lên sắt thứ hai mà. Thì bằng này. NO nhân 3. 3 nhân với 0,1 trừ đi 0,025A. Cộng với số mol đồng. Hai về đồng. Vậy là 2 nhân với 3A trừ 0,2. Đến đây mình tìm được thằng số mol sắt phản ứng theo A. Đấy. Số mol sắt phản ứng theo A. Đây là bằng 0,3 này. 0,3 trừ đi 0,075A cộng với 6A trừ đi 0,4. Vậy là mình có này. Hai lần số mol sắt phản ứng bằng 0,3 trừ 0,4 bằng âm 0,1. 6A trừ 0,75. 6 trừ đi 0,075 bằng 5,925. 925A trừ 0,1. Vậy đến đây mình tìm được số mol sắt phản ứng chia cho 2, 5,925 chia 2 bằng 2,9625. 2,9625A trừ đi 0,05. Ok. Vậy đến đây mình tìm được A đúng không? Bằng 16. Vậy suy ra đến đây mình tìm được A này. 16 bằng 64 nhân với 3A trừ 0,2 cộng với 56 nhân với 2,9625 trừ 0,05. Đây chú ý phải có A đây. Đúng chưa? Vậy đây mình tìm được A đấy, xem nhá. 16 bằng, em bấm vào thầy xem A bao nhiêu nhé. 64 nhân 3 bằng 192A trừ đi 64 nhân với 0,2 bằng 12,8 cộng với 56 nhân 2,9625 bằng 165,9 trừ đi 56 nhân 0,05 bằng 2,8. 192 cộng với 165,9 bằng 357,9A. 357,9A thì bằng 16 cộng 12,8 cộng 2,8 bằng 31,6. Vậy thì được A. 31,6 chia cho 357,9 bằng 0,08. Ô, nhưng mà sao lẻ, 0,088. Bị lỗi đâu rồi, chắc bị lỗi ở chỗ sàng sắt dư. Đoán không nhầm là lỗi ở chỗ thằng sắt dư. Chúng ta xem là lỗi ở thằng sắt dư như thế nào nhá. Bảo toàn E này, hai lần số mol sắt này bằng 3 này. Hai lần số mol sắt phản ứng thì bằng 3 lần số mol này 0,1 này trừ đi 0,025A. Đúng không? Trừ đi 0,025A này cộng với này, đây là 3 lần số mol NO. Đúng rồi, số mol NO đây. 0,1. 0,1 nhân với cộng với lại 2A. 3 lần số mol NO này cộng với 2 lần số mol của thằng đồng này. 3 trừ 0,2, số mol đồng là 3A trừ 0,2, đúng rồi. Số mol đồng dư mà 3 trừ 0,2 này. Số mol của thằng oxy là bằng 0,1 trừ đi 0,025A. Thì NO cũng là 0,1 trừ 0,025A. Đúng rồi. Không sai. Đây 0,4 trừ đi 0,5A nhân 2. Chia 4. Đúng. 0,3 này. Trừ đi 0,075 này. 6A này. Trừ đi 0,4. Chỗ này bị lỗi đấy. Chỗ này bị lỗi này. Câu này câu rất là dã man. Rất là vã. Để yên thầy đặt lại đi. Đặt lại thì khả năng cao dễ nhìn hơn. Đúng không? À. Số mol sắt phản ứng. Đúng rồi. Không sai đâu. Không sai một tẹo nào luôn. Số mol sắt phản ứng đây là 6A trừ đi 0,15, 5,925. Đúng rồi. 0,3 trừ 0,4 âm 0,1. Thì như thầy chưa chia 2. Chia 2 rồi. 2,9625 trừ đi 0,05. Đúng. 16 thì bằng 192A. 16 là hỗn hợp sắt dư.
16 là khối lượng hỗn hợp. À, sắt phản ứng, cái này mình làm được luôn mà. Không, không, viết phương trình không dễ hơn đâu. Đây đây, thầy đặt thôi, thầy đặt lại nhé. Đặt hơi lỗi ở chỗ là oxy, nên đặt 2 lần. CuNO3 2 lần này. 3A này, thầy đặt lại chúng ta dễ nhìn. KCl này, A này. Nhìn nhá. Cathod này, anode này. Đồng 2 cộng này. Về đồng này. Được chưa? Cl trừ này, về Cl2 này. Nước này, oxy này, cộng 4H cộng này. Được chưa? Đó, như chúng ta chứng minh anh này là A, thì này là 0,5A, thì thằng này là B, thằng này là 4B đi. Đúng chưa? Chó dễ. Thế này chó dễ. Đúng không? Đồng sinh ra đi 0,2. Vậy là dung dịch Y chúng ta gồm gì? Sắt này là 0,4 này, cộng với Y này, hỗn hợp H cộng này là bằng 4B này. NO3 trừ này, số mol NO3 trừ giữ nguyên. NO3 trừ chúng ta là 6A đúng không? 6A đúng không? H cộng này, NO3 trừ này, đồng 2 cộng này, đồng 2 cộng chúng ta còn dư là 3 trừ 0,2, 3A trừ 0,2. Được chưa? Thế thì bọn này này, sinh ra này, NO này bằng 1 phần 4 lần H cộng B. Đúng chưa? Sắt 2 cộng. Đúng chưa? Đấy, bởi vì là sắt 2 cộng vì chúng ta sẽ hỗn hợp kim loại là 16 gram mà, gồm có đồng. Chú hết vào đây là 3A trừ 0,2 và có sắt dư. Đấy. Đó đây. À, biết tại sao? Biết tại sao thầy sai rồi. Đây là số mol sắt phản ứng thì thầy lại phang vào sắt dư. Sắt phản ứng nên là thầy phang đây là sắt dư. Đấy, đôi khi nó nhầm lẫn như vậy nên khiến chúng ta rất là nhục. À, mình có bảo toàn em mình tìm được số mol sắt phản ứng. Bằng số mol sắt phản ứng sẽ bằng là 3B cộng với 3A trừ đi 0,2 nhân 2. Vậy suy ra số mol sắt phản ứng, số mol sắt phản ứng bằng 3 chia cho 2 bằng 1,5B cộng với lại 3A trừ đi 0,2. Đấy, vậy là số mol sắt phản ứng thì chính là số mol sắt 2 cộng 1,5B cộng với 3A trừ đi 0,2. Vậy đến đây mình có này, bảo toàn sắt 0,4 trừ cụm này là ra được số mol sắt dư 0,4 trừ đi 1,5B cộng 3A trừ 0,2. Đấy, đặt ra đôi khi chúng ta chỉ cần đặt ra làm lại phát là nó ra luôn. Đây 16 ra. Vậy B xuống có 16 thì bằng chiêu xương cá này là dễ dã man nhất rồi. 3A trừ 0,2 cộng với 56 nhân với 0,4 trừ 1,5B trừ 3A cộng 0,2. Đến đây bấm được A, bấm giúp thầy cái A xem. 64 nhân 3, 64 nhân 3 bằng 192 trừ đi 64 nhân 0,2 bằng 12,8 cộng với 56 nhân 0,4 22,4 trừ đi 56 nhân 1,5 84B trừ đi 3A là 56 nhân A bằng 168A cộng 56 nhân 0,2 11,2. Được chưa? Thế mình có một phương trình nhá. Ở đây mình có một phương trình. Được chưa? Mình còn một phương trình nữa. Mình còn một phương trình nữa. Đây 16 này. Suy ra mình có này. Giải hệ đi 192, 192 này trừ 168 bằng 24A. 24A này trừ đi 84B. 24A trừ 84B trừ 12, trừ 12,8 cộng 22,4 cộng 11,2 bằng
24a trừ đi 84b. Thế là 16 trừ n. -4.8. -4.8. Mình còn một phương trình nữa là phương trình bảo toàn e. Phương trình bảo toàn e 0.2 bằng nhân 2 bằng 4b cộng 0.5a nhân 2. Sao? Giải hệ tìm là AB. 24 bằng trừ 84 bằng trừ 4.8 bằng A 1 bằng 4 bằng 0.4 bằng. Đây, A bằng 0.08, B bằng 0.08, A bằng B đều bằng 0.08. Ok. A bằng B bằng 0.08, vậy thằng này bằng 0.08, thằng kia bằng 0.08. Đề bài hỏi giá trị của A. À đây đừng lẫn nhá. Vậy mình có là thằng này là 0.08. Vậy 0.5 nhân 0.08 thì bằng 0.04. Alo, A bằng 0.08 là xong luôn rồi. Giá trị của A bằng 0.08 đúng không? Thì mình đặt chuẩn luôn, A bằng 0.08. D. D ạ. À, ok, 8.5. Nhớ chữ xương cá này nhá. Vừa nãy thầy đặt ẩn nó lỗi. Đấy, cái chỗ vừa nãy là giải đúng rồi đấy. Nhưng mà có điều thầy lại phang đánh nhất đây là số mol sắt phản ứng. Thì thầy lại sao mà số mol sắt dư nên không ra. Chứ phang ở đây mới đúng này. Bên này là đây là đúng. Đôi lúc mình phải cần phải làm như vậy. Uầy, mình còn 34 này. Mình còn 35 này. 5 câu nữa. 5 câu nữa bây giờ. Cho các em chọn lấy một câu xem nào. Chọn lấy một câu nhá. Đây, mình chọn lấy câu 35 rồi. Mình giải lấy 9. Lấy 9 chứ, sợ thì bố con thằng nào. Đúng không? Kinh gì bố con thằng nào. Giải 35 nhá. 35. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na này, K2O này, bari này, BaO này, trong đó oxy chiếm 10% về khối lượng, oxy chiếm 10% về khối lượng và nước, oxy chiếm 10% khối lượng và nước chưa có vấn đề gì cả, phần trăm oxy bằng 10% về khối lượng, 10% của m, đây là m, và nước thu được 300 ml dung dịch gồm NaOH này, KOH này, BaOH 2 lần này. Đấy chưa? Đấy nhá. À, thu được 300 ml dung dịch Y. Thu được đây 300 ml dung dịch hiđro. Số mol hiđro bằng 0.336 chia 2.4 thì bằng 0.015. 0.015 thằng Y này. Đề bài yêu cầu tìm giá trị của M. Thế thì Y này thì có phải bản chất thằng Y là sinh ra OH trừ? Mình tìm được số mol OH trừ không? Bằng 2 lần số mol H cộng. Vậy là bằng 0.03. Ok. Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml. Thấy chưa chắc? À ừ đúng rồi. Bởi vì trong này thằng KO, BaO thì làm sao ra được? Chưa. Y bản chất là OH trừ. Đúng chưa? Kệ nó. Ăn với này 200 ml dung dịch gồm HCl và HNO3. Mình tìm được số mol HCl bằng 0.2 nhân 0.2 bằng 0.04. Tìm được số mol HNO3 bằng 0.3 nhân 0.2 bằng 0.06. Ok chưa? Một thằng 0.04, một thằng 0.06. Vậy thì tìm được tổng số mol H cộng bằng 0.1. Tổng số mol H cộng bằng 0.1. Thế mà thu được pH bằng 13. Dung dịch có pH bằng 13 lớn hơn 7. Vậy suy ra là OH trừ dư. Suy ra pOH bằng 14 trừ 13 bằng 1. pOH bằng 1, vậy ngay lập tức mình tìm được nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 1. Suy ra số mol OH trừ bằng CM bằng N trên V, N bằng CM nhân V. 10 mũ trừ 1 nhân 0.5. 10 mũ trừ 1 nhân 0.5. 10 mũ trừ 1 nhân 0.5. 10 mũ trừ 1 nhân 0.5 bằng 0.05.
0,05. Số mod mắt trừ bằng 0,05. Đấy nha, để bài yêu cầu tìm giá trị của m nha. Thế ở đây mình đã tìm được số mon OH trừ rồi. Số mon OH trừ là tổng số mon bọn này. Một dữ kiện này, hai dữ kiện, ba dữ kiện. Đúng không? Nhìn kỹ nha, skin kinh điển nữa này. Đặt thằng này là A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 lần. Một dữ kiện này, hai dữ kiện này là tổng số mon này. Ba dữ kiện, mình chỉ có ba dữ kiện. Thêm một 4 lần, mình được quyền gạch đi một. Đúng không? Vậy gạch đi một thằng nào mà không làm biến đổi. Thế thì ở đây mình nên gạch thằng BLO. Nó không làm biến đổi hiện tượng gì cả. Nên gạch BLO nhá. Biến mất BLO này. Đấy này là A này. Anh này là 2B này. Anh này là C này. Đúng chưa? Vậy mình đi giải hệ thôi. Mình có nhá. Tổng OH trừ là 0,5 này. A cộng 2B cộng 2C. A cộng 2B cộng 2C bằng 0,05. Đây skin biến mất rất dã man của này. Tiếp tục này. Sinh ra hero này, Nari sinh ra 1,05A cộng với Kaio không sinh ra này, 0B này, cộng với C này, một Bari sinh ra một hero, 0,015. Đấy chưa? Bây giờ còn phần trăm khối lượng nữa thôi. Oxy chiếm 10%. Vậy đây mình có này, 16B. Khối lượng mà, 16B. Hết rồi, chia cho. Phần trăm khối lượng là 23A. Cộng với 39 x 2. 2 cộng 16 bằng 94. 94B cộng 137C thì bằng 10% mà 0,1. Giải hệ thôi. Thầy sẽ biến đổi cái thằng này xuống nhé. Mình sẽ có là 16 chia cho 0,1 thì bằng 160. 160B thì bằng 23A cộng với 94B cộng với 137C. Đúng chưa? Bấm mình định giải hệ ra nào. 13. Thằng này là 1 bằng 2 bằng 2 bằng 0,05 bằng 0,5 bằng 0 bằng 1 bằng 0,015 bằng 23 bằng 94 trừ 160 bằng 137 bằng 0 bằng 0,0306. A bằng 0,0306. Nhớ này, phương pháp này thì dùng để mọi số đều được. B bằng 0,01. C bằng âm 3,29 x 10 mũ trừ 4. Âm 3,29 x 10 mũ trừ 4. Và đến đây mình tìm được mở. 0,0306 x 23 cộng với 0,01 x 39 x 2 cộng 16 cộng với 137 nhân âm 3,29 nhân 10 trừ 4 bằng 1,59. Từ từ, giá trị của m bằng, thế thì khả năng cao hệ này lẻ lắm đúng không? Nhưng mà các em bấm xem có đúng là thầy bị bấm, có phải thầy bấm ngay không? Riêng phương pháp đếm ẩn này thì lẻ cũng được. Bảo toàn ống hát trừ A này, 2B này, hãy xem ở đây thầy bị nhầm gì không. Tính nhầm cái OH trừ. OH trừ này dư là 0,05 mà. Đây là dư. Vậy thì số mon của nó là 0,1 cũng 0,1, 0,05 thì là 0,15 chứ. 0,15. Lỗi nhá. Sorry, bấm lỗi vậy. Vừa nãy mình tìm là số mon này, số mon OH trừ dư. Số mon OH trừ ban đầu nó phải là cộng với 0,1 mà 0,15. 3 1 bằng, riêng cái chiêu này thì ẩn lẻ vẫn ok. 2 bằng 0,15 bằng. Lỗi mỗi cái này, đứa nào nhanh tay bấm lại cái. 0 bằng 1 bằng 0,015 bằng 23 bằng 94 trừ 160 trừ đi 160 bằng 137 bằng 0 bằng âm 0,0418. Đi lại nha. A bằng này, âm 0,0418, B bằng 0,06, C bằng 0,0359, nói giờ tìm khối lượng. Âm 0,0418 nhân 23 cộng với B là
0,06 nhân mở ngoặc đơn 39 nhân 2 cộng 16 đóng ngoặc đơn cộng với 0,0359 nhân với 137 bằng 9,59. 9,59 nhìn thấy kinh không? 9,59 phải đáp án đúng chúng ta là 9,6. Dã man chưa? 9,9 điểm nhé. 1, 2, 3, 4. Đấy, mình để lại 4 câu. Đấy, mình lấy 9 điểm. Kìa không? Thầy chữa cho chúng ta để lại 9 điểm. Còn 4 câu nữa thầy sẽ quay lại, thầy up lại video trên channel YouTube thì cũng muộn rồi. 4 câu lấy 10. Thầy sẽ quay video các em xem. Tại vì bây giờ cũng muộn rồi. Trên nó Minh Mielin nhé. Minh Mielin trên YouTube nhé. Được chưa? À chính xác mèo mèo. Thấy chiều thầy kinh điển không? Dã man không? Thôi bây giờ cũng muộn rồi. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại nhé.